Thế mở Cà Mau. Rồi em hello mấy chị nha, mấy chị vào like chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Vào like chia sẻ giùm em. Nè, bữa nay bán sao? Vào like. Rồi ok. Rồi mấy chị vào like chia sẻ giùm em mấy chị nha. Vào like chia sẻ giùm em. Rồi vào like chia sẻ giùm em nha. Hôm nay em sẽ bán chi ơn đồ lửng nha mấy chị nha. Đùi với bộ đùi. Bộ đùi. Sao vậy? Chia sẻ mấy chị. Chia sẻ lên giùm em mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi vào like chia sẻ em đi, em bán giá tri ân cho mấy chị bộ này luôn. 3 bộ 100 mấy chị nha. 3 bộ 100. Nhưng mà mấy chị phải chia sẻ nha, em chỉ áp dụng trên đầu like thôi. Còn nếu mà em chỉ 10-15 phút đầu like thôi. Được chưa? Thôi 20 phút luôn. 20 phút đầu like thôi. Vào chia sẻ lên giùm em nha. Vào chia sẻ lên giùm em bán. Em bán mấy chị 3 bộ 100 luôn mấy chị nha. Đó, 3 bộ 100 tri ân cho mấy chị nào mà có hiện logo người chia sẻ. Chị nào mà không hiện logo người chia sẻ là em xin phép không tặng mấy chị nha. Không bán giá này nha mấy chị nha. Tại vì á, em nhờ mấy chị chia sẻ giùm em thì em mới bán giá 3 bộ 100 được nha. Còn chị nào mà không chia sẻ thì em sẽ quỷ, em sẽ không có chốt của mấy chị đó nha. 3 bộ 100 áp dụng những chị nào hiện logo người chia sẻ. Chia sẻ giùm em là 3 lần trang cá nhân với lại 3 lần hội nhóm mấy chị nha. Đó, 3 bộ 100 luôn mấy chị yêu ơi. Mấy chị chấm chấm lên, em chào chị Nhật Ngô nè. Chị Nhật Ngô chia sẻ lên giùm em nha. Chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ lên cho em mấy chị nha. Chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ lên giùm em chấm chấm lên. Em thấy chị Trúc Linh có chia sẻ nè, có hiện logo người chia sẻ phía sau nè. Rồi ok nè. Hôm nay em sẽ tặng đồ bộ luôn, em hết áo rồi bây giờ em tri ân cái này nha, em tri ân đồ bộ. Em chia ơn đồ bộ nha, 3 bộ 100. À, bộ vàng sau lưng bao nhiêu ký vừa? Như mà có 70 ký đổ về. Em có size 70 ký đổ về luôn. À, chị Nguyễn Ngọc. À, cô Nguyễn Ngọc, Nguyễn Lê Yến Ngọc hả? Cái đó là cô không vừa rồi. Cái đó là bộ giải mango đập ly nha. Mango đập ly. Có tí nữa đây cô lên cho cô cái mẫu này nè, có size của cô nè. Rồi mấy cô vào la hết chưa? Chia sẻ giùm con bán giá 3 bộ 100 luôn đó mấy cô nha. 3 bộ 100, 3 bộ 100, mấy cô vào like chia sẻ giùm con đi, con mới bán giá này. Cô nào mà không hiện logo người chia sẻ là con không bán giá này ha. Nhờ lượt tương tác với cô thì con mới bán được cái giá này. Cô nào mà không tương tác với con là con xin phép là không bán cho mấy cô được nha. Khách sĩ cũng không có lấy được luôn, con chỉ tri ân 20 phút đầu like thôi. Cho những cô nào mà có tương tác với con thì con mới tặng nha. Tí nữa là con sẽ bấm nút. Thôi bây giờ đi, bắt đầu từ bây giờ đi. Bây giờ là 7:37. 7:37 mấy cô nha, phan lại con xíu. Rồi đây, 7:37. Bây giờ tới 7:57 đúng không? Mà
7:57 là em sẽ kết thúc cái trò chơi game này mấy chị nha. Rồi bây giờ bắt đầu mấy chị chia sẻ lên cho em. Bây giờ mấy chị chia sẻ lên giùm em 3 bộ 100, ghi giùm em mã 3 bộ 100, đưa con qua văn, đưa lên qua văn bên đây, lên số ký chiều cao để em lấy size nha, để em coi có size không. Bộ đen trên, bộ đen treo trên, bộ đen treo trên em đang xả giá 150 mấy cô nha, con đang xả giá 150. Rồi đây 3 bộ 100 vào like chia sẻ lên giùm con mấy cô nha. Cô nào có chia sẻ thì con bán cho mấy cô là 3 bộ 100, 3 bộ 100 ha, con ấy đại màu mấy cô nha, 3 bộ 100 đó, 3 bộ 100 luôn, nhưng mà chất giả bao đẹp mấy cô luôn, tại vì con bán giá tri ân nha, con bán giá tri ân đầu like thôi, 20 phút đầu like thôi, mấy cô vào chia sẻ lên giùm con nha. Cô Yến Ngọc chia sẻ lên giúp con cô nha, cô nào chưa chia sẻ thì chia sẻ lên giúp con cảm ơn mấy cô nhiều nè. Rồi mấy cô biết cách chia sẻ chưa, để con chỉ cho mấy cô cách chia sẻ được tặng quà nha. Tới 7:57 là em sẽ dừng lại nha mấy cô nha. Cái hôm này là từ bao nhiêu ký mà 45 đến 75 ký, em đang tri ân bán cho mấy chị 3 bộ 100, nhưng mà say là từ 75 ký đổ về mấy cô nha. Rồi đây mấy cô nhớ bấm nút theo dõi giùm con, bấm nút theo dõi trang của con nha, mà bấm sáng lên coi. 3 bộ 100, đùi 85 ký không có rồi, chia sẻ lên giùm con mấy cô nha. Đây nè mấy cô bấm lên màn hình giùm con một cái, đó nó sẽ hiện lên chữ này là chữ theo dõi, thì mấy cô nhích vô, nhắc vô chữ theo dõi, còn mấy cô bấm lên mà nó có hiện y hình vậy là đang theo dõi, là mấy cô là đã theo dõi rồi, đừng có bấm nữa nha nha. Bấm lên màn hình phía trên đây giùm con nè, phía trên trống nè, đừng bấm ở dưới ngay chỗ chữ nha, bấm trên trống nè, đó nó hiện lên là theo dõi thì mấy cô bấm vô, còn mấy cô nào mà thấy là đang theo dõi là mấy cô đang theo dõi con rồi, mấy cô đừng có bấm nữa nha, bấm nữa là mấy cô bỏ theo dõi con đó, nhớ nha. Rồi mấy cô chia sẻ lên giùm con, mấy cô bấm nút này giùm con, chia sẻ có hiện logo người chia sẻ nè. Chị Khánh An nè, em chào chị nè, chia sẻ giùm em chị Khánh An ơi, không thấy hiện logo người chia sẻ kìa. Đó, bấm vô chữ chia sẻ phía dưới nè, bấm vô chữ bài viết nè. Đó, rồi bấm vô chữ đăng liền giùm em nha, làm 3 lần như vậy, chia sẻ, bài viết, rồi bấm chữ đăng giùm em. Rồi chia sẻ nhóm luôn giùm em nha, chia sẻ nè, rồi chia sẻ lên nhóm nè. Đó, những cái nhóm mấy chị tham gia mấy chị chia sẻ giùm em được không? Đó là em xem là mấy chị sẽ hiện logo người chia sẻ là em sẽ tặng quà nè. 3 bộ 100, ghi mã giùm em 3 bộ 100 nha. Rồi ghi mã giùm em 3 bộ 100 mấy chị yêu ơi. Quá xuất sắc luôn. 3 bộ 100. Ôi trời ơi. Quà vậy ta? Rồi 3 bộ 100 ghi giùm em mã 3 bộ 100 mấy chị ơi. 3 bộ 100, bộ đùi 100 ha. Em có size từ 75 ký đổ về, nhớ là kèm số ký luôn giùm em nha. 3 bộ 100 kèm số ký. 3 bộ 100 kèm số ký nha. Chất giải bao đẹp bao mát luôn cho mấy chị luôn ha mấy chị nha. Chị nào ưng nhanh tay chốt chia sẻ liền giùm em, chị nào không chia sẻ không bán giá tri ân. Em chỉ áp dụng 20 phút đầu like là tới 7:57 là em sẽ ngừng lại cuộc chơi, em không có. Chị nào không chốt được là em bỏ qua luôn, em không có bán giá này. Buông ra là bán bộ này như mà. Rồi đó, rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em liền. Ưng nhanh tay chốt cho em nha. Mấy chị nhớ kết bạn cái Zalo số dưới đây em đang ghi bài mấy chị nha. Phí ship bên em là 30k một đơn nha, phí ship tầm giá 30k. Mấy chị kết bạn Zalo số điện thoại Zalo của Lê Hấm là mẹ em nha, 0774842263. Mấy chị vào chia sẻ, mấy chị giờ kết bạn giùm em nha. Rồi chị nào không chia sẻ bán 60.000 nha, được chưa? Rồi ok nè. Rồi rồi ghi em là mã 3 bộ 100, bán mấy chị ghẻ luôn. 3 bộ 100, 3 bộ 100, em có nhiều màu lắm, em sẽ lấy đại cho mấy chị nha. 3 bộ 100 cực kỳ đẹp luôn, em có size 75 ký đổi về, nhiều hoa văn lắm mấy chị ơi. Đó, rất là nhiều hoa văn luôn, hoa văn là đẹp quá vậy. Ghi giùm em là 3 bộ 100, ghi giùm em là mã 3 bộ 100 mấy chị nha. Chép hán rồi. Ba bộ 100, có chị nào vào chia sẻ giùm em nha, vào chia sẻ lên giùm em, bộ là đẹp quá hả? Bộ đẹp quá mấy chị ơi.
đẹp quá. Xe này xe máy mà con mặc chắc xe 4 à? Xe 4 rồi, con có không? Đó, em có rất là nhiều qua giang luôn, em sẽ lấy lại mấy chị nha. 3 bộ 100 mấy chị nha, 3 bộ 100 quá trời đẹp luôn đó. Có size 75kg độ về luôn. Ủa phải, cô Nguyễn Loan nè, lấy 3 bộ 175kg mà cô phải chia sẻ em con, với lại làm bữa hổm cô chốt đơn bên con mà nhưng mà cô không có nghe máy. Cô chốt bữa hổm cô chốt hai cái áo nhưng mà cô điện rất là nhiều lần luôn nhưng cô không có nghe máy nè. 3 bộ 100 quá đi luôn mấy cô ơi, 3 bộ 100 nha. Rồi ghi con hả, 3 bộ 100. Rồi bây giờ chỉ còn 10 phút nữa nha, chi ơn được 10 phút nữa ghi 3 bộ 100 được không ạ? Ghi giùm em là 3 bộ 100 mấy chị ơi, 3 bộ 100 chốt cho mấy cô nào mà có hiện logo người chia sẻ thôi. Còn cô nào mà không có chia sẻ là con không bán giá này, tại vì giá này là con bán giá lỗ rồi, không có ai bán giá này đâu, quần đâu. Đây nè, rất là đẹp luôn nha. Em có size từ 75kg đổ về, em lấy lộn xộn với chị nha. Rất là đẹp luôn, 3 bộ 100. Nhanh tay chốt cho em, còn 10 phút nữa nha mấy chị nha. 7 giờ 57 phút là em sẽ dừng lại. Chị có chia sẻ rồi nhưng mà không có hiện logo người chia sẻ chị ơi. À, có size lớn không? Chị Trang Hạnh. Trang Hạnh hả? Ờ, 90kg không có rồi. Hay là chi ơn đầu like thôi. Chị nào không mua thì cũng không sao, tại vì em chi ơn bán những chị nào còn có hiện logo người chia sẻ. Còn chị nào mà không có chia sẻ thì em xin phép không có nhận đơn mấy chị nha. Lấy 3 bộ 100 chị Lê Quyên này. Chị Lê Quyên chưa chia sẻ là chị yêu ơi. Hôm nay mà em nhất định nha, em thấy chị nào có logo người chia sẻ em mới bán, còn chị nào không chia sẻ không bán, thì em đã bán lỗ rồi. Chị Lệ Quyên hả? Vậy mà trên đây không có. Chị Nguyễn Loan có không? Chị Nguyễn Loan không đúng không? Rồi ok cho chị Lệ Quyên nè, chắc trên đây nó bị ẩn. Rồi ok cho chị Lệ Quyên 3 bộ 70 đưa con 3 bộ bất kỳ. Em lấy bất kỳ nha, tại cái này em bán lỗ rồi nên em lấy bất kỳ. Em chỉ chi ông đầu like thôi nha. Bây giờ còn bao nhiêu phút nữa? À, còn được 57 là bây giờ còn, ủa lộn, nãy giờ tính lộn, vậy là còn 12 phút nữa mấy chị nha. Rồi ok là cho chị Lệ Quy 1 bộ nè 2 bộ nè 3 bộ nè. Rồi ok cho chị 3 bộ, xây 70kg ok chị luôn nè. Rồi chị nào bao nhiêu ký cứ báo số ký giùm em. Em bán 3 bộ 100 cho những chị nào có hiện logo người chia sẻ, chị nào không hiện em cho không chia sẻ nha. Không hiện logo chia sẻ thì bình thường bán 60.000 thôi chị ơi. Đúng rồi. Rồi, em đi vào like chia sẻ mấy chị ơi. Chia sẻ lên thì em đi bán 3 bộ 100. 3 bộ 100 mấy chị ơi. 3 bộ 100, ghi 3 bộ 100 kèm số ký giùm em là em lấy size mấy chị nha. Chị nào mà khách quen bên em khỏi cho số điện thoại. Còn chị nào khách mới nhớ cho số điện thoại và số ký nha. Số ký chiều cao. Rồi 3 bộ 100. 3 bộ 100 cho chị Hồng Phượng là 60kg nè. Rồi ok, sao khi mặc số 3 đúng không ạ? Rồi ok cho chị Hồng Phượng. Rồi ok, em cho chốt cho chị Hồng Phượng qua văn này 1 bộ nè, 2 bộ nè, 3 bộ nè. Ok nè. À, nhiêu ký mặc vừa? Dạ em đang chi ơn nó là 20 phút đầu like. 75kg đổ về mặt vừa nha, 75kg đổ về mặt vừa. Chị nào có chia sẻ thì em chốt, còn chị nào không chia sẻ thì em chốt nha. Cho em 3 bộ là chị Hồng Đinh bao nhiêu ký hả? Hồng Đinh 75kg số 5 được. Số 5 là lấy này đúng không? Ừ. Rồi ok, chốt với chị Hồng Đinh 3 bộ. Em tìm cho. Rồi ok cho chị Hồng Đinh nè. Hồng Đinh 3 bộ, 1 bộ nè, 2 bộ nè, 3 bộ nè cho chị Hồng Đinh. Ok cho chị Hồng Đinh. Chị Cẩm Liên chia sẻ nên là không có được video. Rồi ok, em thấy chị Nguyễn Loan là có chia sẻ rồi nè. Chị Nguyễn Loan nhớ nghe máy nha. Nếu mà lần này chị Nguyễn Loan mà không nghe máy nữa là em mốt em không có bán chị Nguyễn Loan nữa nha. Rồi ok nè cho chị Nguyễn Loan nè, 1 bộ nè, 2 bộ nè. Để coi cái bộ nào khác á, em lấy toàn là khác cho mấy chị thôi. Rồi ok. Phải không, lấy bộ bi luôn đi. Rồi ok cho chị Nguyễn Loan 1 bộ nè, 2 bộ nè, 3 bộ nè. Nhớ là mình làm mấy em anh?
chị hai đọc tên chị nào làm là cho anh lấy đó nha, tại chị hai đưa qua văn lên cho mấy chị xem rồi đó. Rồi ba bộ cho chị rối rắc nè, chị rối rắc là xây bao nhiêu ký ta? Chị gói gắt thôi, chị cho em xin số ký chiều cao đi chị ơi. Chị gói gắt thôi, lên giùm em số ký chiều cao lại nha, tại vì lâu quá phải lên xin lại số ký chiều cao. 75 75 ký, chị Hu nghe. Hu nghe 75 ký hả? Em còn ít lắm mấy chị nhanh tay nha. Chị Nguyễn Loan. Em nhờ mấy lượt chia sẻ của chị thôi chị ơi. Đúng rồi, không có lượt chia sẻ là em đâu có tặng được cái giá này. Chị Nguyễn Loan là 75 ký hả? Là chị lấy cái gì? 3 bộ 100 đúng không chị yêu ơi? 75 ký cho chị Hu nghe nè. 75 ký đúng không chị ơi? Bộ đúng không? Đồ bộ đúng không chị yêu ơi? Rồi để em lấy cho chị nè. Rồi ok cho chị nè, cho chị Hu nghe. Cái gì em anh đang gấp mà làm gì em anh? 1 bộ nè, 2 bộ nè, 3 bộ nè cho chị Hu nghe. Ok. Chị Nguyễn Loan chưa? Hả? Chị Nguyễn Loan đâu anh? Trời ơi, sao để tùm lum vậy? Con bấm 2 lần thì nó nghĩ ra 2 lần chứ. Thấy ghi đưa lên cái nào là chốt của chị nào là mình chốt qua văn đó chị đó đó. Em lấy 75kg rồi ok, 75kg nhiều hết. Rồi ok, 75 còn ít lắm nha mấy chị nha. 75kg em còn rất là ít luôn. Rồi ok nè, 75kg cho chị cắt gói nha. Gói gắt, cắt gói nè, 3 bộ cho chị cắt gói nè. Rồi em chốt với chị một cái hoa văn nè, một cái nè chị cắt gói nha, hai cái nè, ba cái nè. Rồi ok chị cắt gói số 5 này đúng không? Rồi giờ chị còn ít thôi mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ lên giùm em bạn chốt nè, nhanh tay chia sẻ chốt nha. Ủa mẹ à, chị Nguyễn Loan đúng không? Nguyễn Loan bỏ số điện thoại vô, cái số điện thoại đó có bấm ra khác á. Rồi ok nè, mấy chị vào like chia sẻ giùm em chưa? Còn 7 phút còn ổ lột à, bây giờ 7:49 rồi, bây giờ chỉ còn được 8 phút nữa mấy chị nha, còn được 8 phút nữa. Vào like chia sẻ giùm em 3 bộ 100 mấy chị nha, 3 bộ 100 rất là mát luôn, chất vải bao đẹp luôn, không đẹp là mấy chị khỏi trả tiền luôn á, anh nói thiệt. Cái này là em bán tới 66 mấy ngàn một bộ nha, nhưng mà bây giờ em tri ân bán cho mấy chị giá là 3 bộ 100 chưa tới 35 ngàn một bộ nữa mấy chị thấy không. Em bán là bị mấy chị biết là em bán lỗ luôn rồi đó, bán tháo bán lỗ luôn rồi đó, để tri ân, để cho mấy chị chia sẻ giùm em. Nên chị nào muốn mua mấy chị vào chia sẻ lên giùm em nha. Em có size từ 75kg đổ về, nhanh tay chốt cho em 3 bộ 100 cho em nha. Chị cắt gói đâu có chia sẻ thôi cho. Ủa gì hả? Chị cắt gói thôi, chia sẻ lên giùm em đi, em mới chốt được. Chị cắt gói thôi, tại vì trong này nó không có hiện luôn hả? Chị cắt gói chia sẻ lên giùm em đi chị yêu ơi. Chia sẻ lên, rất là đẹp luôn, 3 bộ 100 em lấy đúng đúng qua văn mấy chị luôn. Mấy chị muốn mua 6 bộ thì mấy chị báo giùm em nha. Muốn mua mấy bộ mấy chị ghi lên giùm em, 3 bộ 100, 6 bộ 200 đó. Rồi 9 bộ, 9 bộ là nhiêu ta? 9 bộ là 300 đó, đẹp lắm. Mỗi bộ là mỗi qua văn khác nhau luôn. Rồi 33 bộ cho chị, 3 bộ 100 à, 64kg giữa chị Khánh An nè, ok nè. 70kg em có size, 75kg đổ về nha. Bộ lửng này em có size 75kg đổ về nha. Nó nổi lên cái người chia sẻ cái được chơi, còn này chị không có nổi lên. Mấy chị bấm ở dưới này có chữ chia sẻ, mấy chị bấm vô chia sẻ 3 lần, trang có nhân 3 lần hội nhóm giùm em mấy chị nha. 3 bộ 100 nhanh tay chia sẻ lên giúp em. Rồi ok chị Khánh An đâu? Chị Khánh An làm như là 60kg đúng không? Rồi ok cho chị Khánh An 1 bộ nè, 2 bộ nè, qua văn đúng gì luôn nha chị Khánh An nha. 3 bộ nè, rồi ok chị Khánh An 3 bộ. Chị Pha Ca Lê nè, 70kg vừa nha, ưng thì chốt cho em, ưng thì chốt kèm số điện thoại giùm em nha. Mấy chị nhớ là chị Pha cái gì, chị Pha Ca Lê nè. Pha Ca Lê chị có chia sẻ rồi, em thấy chị có hiện logo vừa chia sẻ rồi nha. Cứ chốt giùm em lên số ký, mấy chị muốn mua số ký bao nhiêu mấy chị cứ báo giùm em nha. 3 bộ 100 bình thường lại bán 60.000 bộ chị ơi. Hồi nãy em có chốt với chị rồi luôn á chị Nguyễn Loan ơi, không có chọn màu giùm em nha. 3 bộ 100 em lấy ngẫu nhiên chị ơi, chứ chọn màu thì không được chị ơi. Cái này là em bán lỗ rồi nên em không có cho lựa màu đâu, em chỉ lấy ngẫu nhiên thôi nha. Em nãy em có đưa cho chị xem rồi, đâu cái bộ 2-3 bộ của chị Loan đâu, đưa lên chị xem lại đi. Em chỉ lấy lại thôi nha mấy chị ơi. Chị nào em cũng vậy, nếu mà chị lựa màu thì em xin phép không có chốt được nha. Đây của chị nè,
một bộ bi nè, một bộ vàng nè, một bộ xanh nè. Đó, ok chị chưa? Ok, ok chưa? Chị có muốn lấy thêm thì chị báo em. Đây nè. Có muốn lấy thêm thì báo em nha mấy chị nha. Rồi ba bộ này kèm số điện thoại giùm em đi chị ca, chị Pha Ca Lê ơi. Ghi giùm em là ba bộ 100 kèm số điện thoại là có đơn nha. Ba bộ 100 kèm số điện thoại là có đơn. Mấy giờ rồi? Rồi còn thêm 4 phút nữa là em sẽ nghỉ nha. Em sẽ tắt cái chương trình này mấy chị nha. Em sẽ bán hàng nha. Còn 6 phút nữa nha. Còn 6 phút nữa chị nào muốn chốt thì nhanh tay, còn 6 phút nữa. Tại vì em đã báo rồi, 7:57 là em sẽ kết thúc cái trò chơi này, em sẽ qua bán hàng mấy chị nha. Là một tí nữa là em mà kết thúc là em bán cái giá này là 65.000 bộ mấy chị nha. 60.000 bộ. Đó. Cái này là em bán lỗ luôn rồi đó, chị nào thích thì mua nha, thích thì mua. Bán lại quay lại giá cũ ha, 3 bộ 65kg chị Thanh Hoàng. Sao làm bộ là sao làm chị 4 rồi, size 4 nha, 65kg mặt size 4. Rồi em chốt cho chị nè, có chị gì vậy quên rồi. Thanh Hoàng. Rồi chị Thanh Hoàng một bộ nè, một bộ nè. Hai bộ nè. Ba bộ nè. Đó cho chị Thanh Hoàng. Chốt cho chị ba bộ. Có quần dài không? Quần dài thì tí nữa em sẽ bán gì ơi, em có nhiều lắm chị ơi, còn cái này là em tri ân đầu like thôi. Em tri ân 20 phút đầu like mà bây giờ hiện tại là bây giờ chỉ còn được có 3 phút nữa là em hết like nha, em hết game chơi nha mấy chị nha, là em hết tặng, em hết tri ân rồi nha. Đó, chị nào nhanh thì nhanh tay lựa giùm em, còn không là em một tí nữa là em hết tri ân rồi mấy chị. Em tắt like rồi là em không có bán giá này nữa ha, em bán giá là bình thường mấy chị ơi. Rồi ok nè chị. Pha Kê Lê mình chốt chưa? Chưa. Thanh Hoàng thôi, con không bấm rồi đi bấm cái Pha Lê ra. Có Thanh Hoàng trước. Rồi bỏ vô. Rồi cho chị Pha, rồi đổi giấy. Rồi cho chị Pha Cà Lê nè, xây của chị Pha Cà Lê bao nhiêu ký? 70kg đúng không? 70kg còn ít xỉu luôn á. Chị Thủy Nguyên Thủy ơi. Chị lên cái mẹ luôn, chị ơi, xá hộ lên cái mẹ nha. 1 2 3. Rồi ok nè. Rồi ok cho chị gì? Cho chị Pha Cà Lê nè, một bộ nè. Hai bộ nè, cho chị Pha Ca Lê. Ba bộ nè, cái này là quần đùi giùm em mấy chị nha. Quần đùi em chi ân bán đầu like 100.000 ba bộ. Rồi ba bộ 56kg, 56kg mặt trên size 3 mà 56kg hả? Rồi ok cho cô Thanh Liễu nè. Ok cho cô Thanh Liễu, cho con ngựa cho cô nha. Rồi ok cho cô Thanh Liễu một bộ. Cô Thanh Liễu một cái hoa văn này. Đó, cô Thanh Liễu một hai bộ, ba bộ. Rồi ô lên. Ok cô Thanh Liễu nè. Nè Thanh Liễu ba bộ. Rồi cô nào lấy mẫu nào nữa mấy con cứ báo nha. Ba bộ. Quần gì? Dạ quần đùi giùm con nha. Quần đùi để con mặc cho mấy cô xem một bộ đi. Nha, con mặc cái quần đùi cho. Đây nè, cái quần đùi nè mấy cô ơi. Cái này size 3 hả? Size nhỏ mọi ơi. Ê mẹ. Mới cái nào size 5 vậy? Cô Pha Cà Lê 70kg. Coi thải xay luôn nha. Để ai để lộn lên xe 3 nè. Lấy thêm cái 5 nữa cho cô Pha Cà Lê. Hả? Cô Pha Cà Lê mới đủ 3 bộ. Vậy hả? Đâu? Nè, số 3 thấy lại rồi đó. Cho cô Pha Cà Lê bộ này nữa nha. Tại vì nãy cái kia là xay số 3. Pha Cà Lê. Rồi đúng chưa? Này con lỡ mặt rồi. Mai không có ai xay nhỏ cho ta. Không ai xay nhỏ chân vậy? Xe nhỏ còn nhiều lắm mà xe lớn ít lắm. Quần đùi nha, con mặc xe 3 nó hơi ôm, tại vì con mặc xe 4 rồi. Rồi, nhanh tay mấy chị ơi, còn có mấy phút đồ là mấy phút nữa thôi. Ba bộ cô Thanh Hoàng là chốt rồi nha, ba bộ 100 đã chốt rồi. Rồi 6 bộ cho cô Thủy Nguyên. Cô Thủy Nguyên lên số ký chiều cao giùm con. Ba bộ 100 quần dài hai đùi, dạ đùi nha cô Nguyễn Phương Nhã ơi. 70kg nha em, đúng rồi em lấy chị 70kg đó chị yêu ơi. 70kg á. Rồi chị nào nhanh tay chốt cho em, chỉ còn được 1 phút đầu like, 1 phút nữa thôi. Em tặng 1 phút nữa là em xuống mấy chị ơi. Là em qua đồ bán nè, nhanh tay đi mấy chị ơi, em tri ân thôi. Cái này tri ân nha, tri ân bán đầu like. Em còn ít lắm, rồi chị nào ưng nhanh tay chốt cho em đi mấy chị yêu ơi. Nhanh tay. Dạ em xin số ký chị Nguyễn Thủy ơi. Chị Thủy Nguyên ơi, em xin số ký cho em, không có xin sai chị yêu nha. Lên sai số ký chiều cao giùm em.
bên em không có số, không có size ấy đâu, mới chị phải lên số ký chiều cao thì em mới lấy size cho mấy chị được. Em sẽ lấy số ký đúng với chị nha. Bộ màu đen sau lưng là bao nhiêu một bộ vậy? Dạ bộ đó là em đang sale giá 150 ha mấy chị nha. Em có màu luôn á mấy chị. Rồi xong em kết thúc ha, em kết thúc game nha. Em kết thúc game nha, còn chị nào lấy nó không? Không thì em kết thúc em mấy chị ơi, em qua bán hàng nè, rồi dọn qua bên đi. Rồi xong. Xong. 7:57 rồi. 7:57 rồi. Có chị nào lấy nó không? Không là em sẽ kết thúc live em qua. Em qua bán hàng mấy chị ơi. Rồi dẹp qua đi. Hết giờ rồi. Hết giờ. Hết giờ, hết giờ. Size 75kg còn có 2 con nè. Size 70-75kg em còn có 2 con nè, chị nào lấy? 70-75kg em còn 2 con. Chị nào lấy? Chị nào lấy mấy chị quên. Chị nào lấy chốt cho em hai bộ này luôn đi. Hai bộ này nhiêu mà? Còn 2 bộ. Hai bộ 70.000 mấy chị nha. Rồi chị nào còn em còn 2 bộ 70.000. Chị nào lấy thì chốt em 70-75kg còn 2 bộ. 70.000. 65. Rồi ok chị nè. 65kg 1m65. Rồi ok xây 4 nè. Xây 4. Rồi ok cho chị 6 bộ, cho chị Huy 6 bộ nè. 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ. Rồi đây 6 bộ cho chị Thu Thủy Nguyên nè. Nhớ ghi luôn số ký chiều cao một con nha mà. 1 bộ cho chị Thủy Nguyên nè. 2 bộ nè. 3 bộ nè. 4 bộ nè. 5 bộ nè. 6 bộ rồi ok. Ok, kết thúc chương trình mấy chị nha. Rồi kết thúc chương trình mấy chị ơi. Mấy chị đầu like mấy chị nhớ vô chia sẻ cho ấy giùm em nha, chia sẻ lên giùm em nha. Rồi ok nè chị Lê Thị chị Lê Thị Rẫm ơi, chị cho em xin cái số ký chiều cao đi, em lên cái mẫu này cho chị lựa. Rất là đẹp luôn. Mẫu này em đang sale nè. Đồ màu mà em đang sale giá 150.000. 150.000 chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em. Nè Lê Thị có cái mẫu này đi nè. Lên giùm con cái mẫu này đi. Lên mặt đỏ màu. Để bệnh luôn á. Số 2, số 3, số 4 mà có luôn rồi á. Cái này là mày đem ra hết luôn á hả? Đúng rồi, đủ màu á. Đủ màu mà ở ngoài đó còn không? Còn. Còn cái màu nào nhiều thì đứa con đang không biết mà thôi. Rồi ok nè, để em lên mấy chị nha. Cái đó còn nhiều không mà? Sao em đem vô hết luôn mà? Nhưng mà nó trùng màu. Rồi đây. Em lên mẫu phía sau mấy chị nha. Mấy chị vào like chia sẻ giùm em. Mấy chị vào like chia sẻ giùm em nha. Ngày nào em cũng có tri ân bán quà hoặc là tặng quà hết trơn á mấy chị. Nên mấy chị nhớ là bấm nút theo dõi trang của em để được nhận quà mấy chị nha. Rồi đây nhanh tay chốt cho em liền. Chị nào muốn mua đồ quần đùi nữa nhưng mà em kết thúc chương trình rồi nên em bán quay lại giá cũ mấy chị nha. Em quay lại giá bình thường, em không tri ân nữa ha mấy chị nha. Còn cái giá tri ân đó là giá em bán lỗ rồi nha, để em lấy được tương tác để cho mấy chị chia sẻ giùm em nha. Mấy cái bộ đồ lùi đó là em bán lỗ để được lấy tương tác đó mấy chị. Nên chị nào mà muốn được săn cái hàng tương tác thì đầu like nha. Còn hết cái đầu like rồi là em bán quay lại giá cũ. Đó. Chị nào muốn mua thì là phải mua giá cũ nha. Giá là 60.000. Em bán lúc nào cũng rẻ mà em còn tri ân em bán tặng nữa mấy chị thấy không? Rồi đây là chị nào ưng thì chốt kim liền. Quá xuất sắc luôn. Ghi giùm em là mã 150. Mã 150 em có đủ size. Từ 70 67kg đổ về thôi nha. Hôm này thì em có size từ 67kg đổ về. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em liền. 67kg đổ về. Bây giờ em sẽ lọc màu nha. Ưng màu nào chị, mấy chị chốt cho em màu đó mấy chị ơi. Mấy chị ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Rồi. Rồi đây. Mẫu này size 2 bao nhiêu ký? Size 2 45kg đến 52kg. 45-52kg em có màu hồng sen nè. Đó, size này ghi giùm em là mã 150 kèm màu kèm số ký là có đơn mấy chị nha. Ghi giùm em là mã 150. Hồng, màu hồng cánh sen nè. Đó. 45-52kg. Đừng có xù xì ngoài. Màu tím cà. Rồi cái này là màu hồng giùm em nha. Màu hồng của em đang mặc luôn mấy chị thấy không? Màu hồng. Màu đỏ đô. Màu xanh dương.
màu xanh rêu, màu đỏ cam, màu vàng, màu đen, màu hồng ruốc, màu hồng ruốc nè, và màu xanh ngọc. Rồi chị đâu thì chốt cho em nè, hãy xuống thì mình đem qua xếp vô. À, quần dài mấy tóc, mấy tóc vậy chị? Dài 95 nha chị. Dài 95 nha chị ơi. Hôm qua đang nghe Hải qua nữa nè. Nào mấy 6, mấy 65 được, mặc ok luôn. Rồi đây, size này là size 3. Size 3 là 60kg hả? Là 60kg vậy. Rồi 60kg đổ về em cũng có màu nè, để em đọc màu nha. Chị nào 60kg đổ về thì chốt giùm em nè. 85kg em có mẫu khác nè chị ơi. 85 để chị em lên số 85kg chị em. Rồi đây, chị nào ưng thì nhanh tay chốt em 60kg đổ về. Em có màu xanh, màu xanh dương, màu hồng ruốc, màu tím cà, màu đỏ cam. Màu này là màu xanh ngọc. Form em đang đọc là size 60kg đổ về nha. Màu hồng cánh sen, màu vàng, màu đỏ cam. Rồi chị nào ưng màu nào chốt màu đó thì giùm em nha. Chất giả gì? Chất khung so len cao cấp giùm em mấy chị nha. Chất khung so len mà em bán giá 150, tại vì cái này là em còn size nhỏ thôi, tầm size 67, 68 đổ về thôi, nên em mới ra bán giá 150 mấy chị nha, chứ mấy đồ màu là không có giá 150 đâu nha. Đẹp tuyệt vời luôn mấy chị ơi. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt em ghi mã 150 kèm màu kèm số ký giùm em mấy chị nha. 150 kèm màu kèm số ký. Rồi form này là 70 78, ủa 68 chị đổ về. 68 chị đổ về là em có màu đỏ cam nè. Muốn mặc, mấy chị muốn em mặc cho mấy chị xem màu nào, mấy chị cứ báo cho em nha. Rồi 68kg đổ về có màu tím cà nè. 150 kèm màu, kèm số ký cho em nha. Rồi màu đỏ cam, màu này màu đỏ đô nè, đỏ đô. Màu hồng sen, màu hồng ruốc. Và cuối cùng là màu vàng. Rồi chị nào ưng thì ghi mã 150 kèm màu cho em nha. Bộ màu mà chất giả so len thì không có chỗ nào bán 150 đâu, chỉ có ghi bên em, tại vì bên em là chỉ còn được cái hàng lẻ size thôi, nên em bán giá tri ân với chị. Rồi 150 màu hồng cho chị Trần Chanh, ok nè. 66kg ok chị Trần Chanh. Rồi chị nào ưng màu này nữa thì chốt giùm em nha, cực kỳ đẹp luôn. Ưng màu nào chốt màu đó, thích màu nào cứ kêu Hương ơi mặc cho chị xem cái màu đó đi, thì em sẽ mặc cho chị xem thử nha. Rồi màu vàng 64kg cho chị Khánh An luôn, ok chị Khánh An nè. Màu vàng, màu vàng, còn màu hồng là chị Trần Chanh á. Rồi ok, rồi vào like chia sẻ giùm em mấy chị ơi, vào like chia sẻ Khánh An. Rồi ok nè, bộ nhẫn đó là bộ đồ 70.000, có bộ lửng 70.000 bộ. Đây nè, em có bộ lửng 70.000 nữa, chị nào ưng thì nhanh tay. 68kg màu tím cà chị, chị do gì lử lử thì đẹp ơi. Chị cho em xin cái số điện thoại chị nha, cho em xin số điện thoại. Đây em có bộ lửng luôn 70.000. Lửng 70, mình có size bao nhiêu ký mà? Còn mấy con hết rồi. Còn mấy con hả? Ừ. Đây, lửng 70, size 3 là 60kg nè. Size 3 60kg nè. 60kg đổ về em có nè, quá xuất sắc luôn. Đó, 70kg đổ về bộ lửng, nguồn lửng nha. 70k một bộ. Hai bộ có miễn ship không? Dạ, 5 bộ mới miễn ship nha chị Lữ Lê Thị Gắm ơi. Nhưng mà 3 bộ 100 là không miễn ship nha. 3 bộ đó bán lỗ, bán đầu like chi ơn rồi, không miễn ship nha. 5 bộ mới được miễn ship mấy chị ơi. Còn 3 bộ 100 là em không miễn ship nha, tại vì cái đó là em bán lỗ, em bán chi ơn. Rồi đây, người chị nào ưng thì chốt cho em. Có chị nào muốn lên lửng không? Lên lửng cho. Có chị nào muốn lên lửng không? Chị nào 80kg nè. 85kg. Mình còn cái bộ kia không? Còn Hương Thảo hết rồi, bộ kia mình như còn mà 85kg mình còn con này đẹp quá nè. Đây nè, 85kg mình còn con beo nè chị yêu ơi, rất là đẹp luôn. Đây. Lên rất là đẹp luôn. Cái bộ này thì em bán xả với chị 160, size lớn luôn ha. Size lớn mà không có tăng lên 10.000 luôn. 160.000. Cái này là em có một con size lớn thôi, còn bao nhiêu còn size 1 mà. Size 1 là tầm cỡ 55kg đổ về. Size 1 còn 55kg đổ về. Và đây là chị đã ưng thì chốt cho em liền. Vàng xuất sắc luôn đó chị ơi. Bộ vàng nha, đẹp lắm đó chị nha. Bộ này 85-90kg đổ về nha, 85-90kg đổ về, cực kỳ đẹp luôn. Em 62kg 1m6. Chị Lê Thị Rẩm. Hàng
62kg, nhưng mà chị Lê thì gặm chị bao không? Chị đang hỏi mẫu nào? Chị đang hỏi mẫu nào? Chị phải báo cái mẫu lên giùm em để em xem, để em đưa màu của chị nha. Rồi em chào mấy chị nha. Mấy chị vào like chia sẻ giùm em đi. Mang cho nó ngủ đi, sáng dậy chưa ngủ đó. Rồi 1m6, 62 1m6, một bộ 150. À một bộ 150 mà 62kg là chị mặc size số 3. Size số 3 giùm em, tao size số 3 đâu mà. Đây nè, lựa màu giùm em nha. Ghi giùm em là mã 150 kèm màu, kèm màu kèm số điện thoại. Nha chị Lê thì gắn thôi. Đây nè, size của chị em còn được màu đỏ cam nè. Màu vàng nè. Màu tím cẩm. Màu xanh ngọc. Màu tím cà. Màu hồng rút và màu xanh dương. Rồi chị Lê thì gắn ưng màu nào? Ghi giùm em là mã 150 kèm màu kèm số điện thoại là có đơn đó chị nha. Hello chị Hồng Linh nè, hello chị Bảo Ngọc nè, đã chia sẻ, em cảm ơn chị yêu nhiều nha. Rồi đây rồi chị nào nhanh tay chia sẻ chốt lên giùm em đó chị nha. Chia sẻ chốt lên giùm em. 80kg để tôi, 80kg là còn mẫu này nữa nè mấy chị. Em có bộ ống rộng luôn á, dài ống rộng, có chị nào muốn vận dài ống rộng thì báo em nha. Dài ống rộng giá 200.000 nha, em có size từ 90kg đổ về. Dài ống rộng em có size từ 90kg đổ về, chị nào muốn xem ống rộng thì chị báo em nha. Muốn xem ống rộng thì báo em. Chị Yến Ngọc ơi, chị còn xem không? Chị Yến Ngọc ơi, chị còn xem không? Em lên cái mẫu này cho chị lựa nè, chị Yến Ngọc ơi. Bộ đen á. À bộ đen em hết rồi, em chỉ còn được có nhiêu đó màu thôi chị ơi. Còn chỉ số 2 thôi chị ơi. Bộ đen đó thì em chỉ còn đúng size số 2 thôi. Lai trước em bán sạch hết rồi. Cái lai trước em bán sạch hết rồi. Ưng màu nào chốt màu đó cho em nha. Rồi đây bộ bi này. Bộ bi này em cũng chi ơn bán luôn. Tại vì em lấy số lượng nhiều quá nên em chi ơn bán với chị giá là 160.000. Ghi giùm em là mã bi. Ghi giùm em là mã bi với chị nha. Mã bi kèm màu ha. Bi này 160. Bi 160 kèm màu kèm số điện số ký chiều cao. Số ký, số điện thoại giùm em, rồi giờ sẽ đọc màu với chị nha. Size 90kg hả mà. Size 90kg của chị kia là em đọc màu cho chị lựa nha. Cái này còn nghĩa mùi gì không ta? Rồi đây, ghi giùm em mã bi kèm màu kèm số điện thoại em nha, kèm màu kèm số ký giùm em. Còn đây là chị nào ưng thì chốt em, ghi em là mã bi 160. Mã bi 160 nè, em có nè. Màu da, bi da 160. Kèm số ký giùm em là có đơn. Bi cam. Bi xanh dương, ưng màu nào chốt màu đó em nha. Bi đen. Em có size từ 45kg đến 90kg luôn. Màu vàng. Màu đỏ đô. Màu xanh ngọc em đang mặc với lại là màu xanh lá luôn nha. Có màu xanh lá luôn. Bộ này là em có màu xanh lá luôn. Chị nào ưng bộ nào chốt bộ đó em, kèm màu. Ghi giùm em mã bi kèm màu với chị nha. Mã bi kèm màu, xuất sắc chưa? Mã bi kèm màu. Đó, 160 một bộ. Thêm màu đỏ đô 64kg 150 chị Khánh An. Ủa, đợt trước vậy Khánh An đã có mua một lần rồi. Hôm qua không, ủa nhận đơn luôn rồi hả? Chị Khánh An nhận đơn luôn rồi hả chị yêu ơi? Chị bữa hổm chị có mua bộ đúng không? Chị có mua một bộ phải không? Hình như là em nhớ là lai like trước chị có mua một bộ đúng không chị? Nhận được đẹp hay sao mà chị mua thêm vậy? Nhận được đẹp hay sao mà chị mua thêm hả chị yêu ơi? Rồi vào like chia sẻ lên 90kg. Bây giờ mấy chị muốn lên gì mấy chị báo giùm em đi. Em lên đồ bông đi ha. Bây giờ em lên đồ bông đi. Lên đồ bông quần dài có chị nào muốn lên size bao nhiêu ký? Đồ bông quần dài. Bộ bông quần dài có chị nào? Chị gì ta? 62kg cái bộ thiết kế là bao nhiêu mà? 35kg. 62kg là con hỏi mà bộ thiết kế là mở xe máy. Size 3. Bộ để size để bên kia đi. Mẹ có chất đâu, một xe 3 nằm đây nè. Chị nhận rồi hai bộ.
mặc vừa dễ đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị Khánh An nhiều nha. Em cảm ơn chị Khánh An nè. Sao không? Rồi lên đồ bông đi. Lên đồ bông cho chị nha. Em lên đồ bông nè. Ờ, chị Khánh An. Chị Khánh An. À, rồi mẹ lên giùm con cái size size 4 đi. Đồ tay dài quần dài nha. Em lên bộ tay dài quần dài nha. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt em có size từ 75 80 kg về luôn. 75 đến 80 kg về, chị nào nhanh tay thì chốt giùm em. Rồi đây. Em lên bộ tay dài quần dài, chị nào ưng nhanh tay chốt cho em nha. Em bán giá cho mấy chị là 130 một bộ luôn. Chị nào nhanh tay thì mấy chị chốt cho em thôi. Form này là form hàng thiết kế bên em nha. Hàng thiết kế bên em luôn. Cái này là hàng nhà may luôn đó mấy chị ơi. Có chích 4 men cho mấy chị luôn. Cái này là cho mấy chị nào mà mấy cô mấy chị nào mà thường đi ra nắng á, hoặc là mấy cô mặc ở nhà cũng được, mặc rất là lịch sự luôn, đi đám tiệc đều được hết mấy cô nha. Đi đám tiệc bộ này đều được. Đó, rồi đây là chị Đào Ưng thì chốt cho em liền. Đó, xuất sắc luôn. Bộ này ha. Chị Đào Ưng thì nhanh tay chốt cho em liền. Ghi giùm em là bộ tay dài. Cái này mã số 1 đi, ghi giùm em là mã này mã 1. Mã 1 nha. Em có size từ 75 80 kg về. 75 80 kg về, rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em liền. Quá xuất sắc, mã số 1. Mã số 1 dây kéo cực kỳ đẹp luôn. Hình như là em còn có đúng một con luôn á. Em còn đúng một con luôn. Rồi con này mã số 2. Tay dài quần dài em có đủ size mấy chị nha. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký báo số ký giùm em sẽ lên màu. Em sẽ lên màu cho mấy chị lựa mấy chị nha. Rồi mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị ơi, báo số ký lên giùm em. Đó, mã số 2 ai ơi, mã số 2 chút, mã số 2 giùm em. Mã 2. Rồi con này mã số 3. Rồi mã này là mã số 3 mấy chị nha. Mã số 3. À quên nhắc mấy chị là ngày mai em cũng like 11 giờ rưỡi bình thường nha. Tại vì hôm nay em soạn hàng á, em lên không có kịp, em like không có kịp nên em mới like buổi tối. Còn ngày mai thì em like hàng ngày luôn nha. Em like ban ngày là 11 giờ trưa ha. 11 giờ rưỡi trưa. Nha mấy chị, ngày mai mấy chị buổi sáng mấy chị xem giùm em nha. Xem like giùm em, buổi tối em không có like. Tại vì hôm nay tại vì bọn công chuyện đột xuất á nên không có like được. Nên nó mới dời lại buổi tối. Còn ngày mai là em sẽ quay lên buổi sáng nha. Buổi sáng 11 giờ rưỡi em like. Rồi chị nào mà ngày mai nhớ là nghe máy nha. Chị nào chốt đơn nhớ nghe máy. Chị nào không có nghe máy là em sẽ bấm vô cái cảnh báo là không có bán hàng cho mấy chị đó được nữa nha. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt cho em liền. Con này mã số 3. Mã số 3 nha. Có size 75-80kg độ về tùy theo chiều cao của mấy chị nha. Mã số 3. Rồi đây, con này là mã số 4 giùm em. Ưng mã nào chốt mã đó. Mấy chị có muốn lên đồ cổ treo mấy chị cứ báo ha. Mấy chị muốn lên đồ cổ treo mấy chị cứ báo. Rồi mã này là mã số 3, số 4. Mã số 4 giùm em. Ưng bộ nào chốt bộ đó nha. Mã 2. Mã 2 56kg vừa không. 56kg là mặt size số 3 đúng không ạ? Kiểm tra số 3 giùm con ơi, còn không? Bộ nào anh? Không, hết rồi. Còn số 4 đến số 5 à hả? Cái này là còn số 4 đến số 5. Ồ, vậy là hết rồi. Nè, vậy thôi mày đưa con xe 2 đi. Rồi để em lên xe 2 cho chị Bảo Ngọc lựa nè. Em để em lên xe 2 cho. Em lên xe 2 cho chị Bảo Ngọc lựa nha. Rồi chắc có lên cho nó gọn. Rồi xe 2 của chị Bảo Ngọc nè. Form này là 50 xe 3 là 60kg đổ về. Đây 60kg đổ về, rồi ghi em con này mã số 5. Đây chị Bảo Ngọc ơi, lựa qua dân giùm em. Mấy chị muốn bên em thì rất là dễ luôn. Mấy chị thích qua dân nào, ủa mấy chị thích muốn lên sale nhiêu ký hoặc là mẫu nào, mấy chị cứ yêu cầu là bên em sẽ lên cho mấy chị hết trơn à. Nên mấy chị cứ yêu cầu đại đi, đừng có ngại mấy chị nha. Đừng có ngại, bên em không phải giống như mấy shop khác là lên máy đâu. Bên em tại vì hàng bên em là thiết kế nên nó không có đủ, nó không có như là một bộ này thì nhiều khi không có đủ size. Chỉ có là duy nhất cái size của mấy chị là độc quyền luôn. Nên á, nên mấy chị muốn lên size nào mấy chị cứ báo giùm em. Chứ không em lên bộ như mấy chị 60kg mà em lên size 70kg là không có lâu của mấy chị. Đó, nên bây giờ em quay lại cái size 56kg nè. Cái chị Bảo Ngọc lựa nè. Rồi đây là chị Đào Ưng chốt em mã số 5.
Mã số 5 giùm em cực kỳ đẹp luôn. Mã số 5 tay dài quần dài 130.000 thôi. Mã số 5. Mã số 5. Rồi con này mã số 6 giùm em. Mã số 6 60kg độ về. Mấy chị muốn lên bao nhiêu ký báo em nha. 60kg độ về. Quá xuất sắc luôn. 60kg độ về mã số 6. Đó, ưng mã nào chốt mã đó giùm em để em cỡ không được quá. Em cỡ ra, cỡ quần ra thôi. Để cho mấy chị nhìn rõ cái bộ đồ. Chứ không có bận nguyên cái bông hết trơn nguyên người, mấy chị không thấy được cái bộ đồ của nó. Không có nhìn rõ được cái bộ đồ. Rồi đây. Con này mã số 7. Bông này là mã số 7 ha, 60kg độ về mã số 7. 60kg độ về mã số 7, qua văn rất là đẹp luôn, mã số 7. Rồi con này mã số 8, 60kg độ về mã số 8. Rồi 60kg độ về mã số 8 giùm em mấy chị nha. 60kg độ về mã số 8, bông rất là đẹp luôn, rất là sang. Mã số 8. Rồi con này mã số 9 giùm em. Mã số 9 giùm em, 60kg độ về mã số 9. Mẹ 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 nó ăn luôn. Trong miệng á, trong miệng á. Rồi con này mã số 10. Con này là mã số 10 cho em nha, mã số 10. Mã số 10 60kg độ về mã số 10. Rồi 60kg độ về mã số 11. Mã 11 giùm em mấy chị nha. Quần dài, tay dài luôn. Mấy chị nào mà lớn tuổi hay bị đòi mồi ngay ngay cái tay á mấy chị. Mấy chị mặc đi. Rồi đó mấy chị cơ nào mà dưỡng kem mặc luôn giùm em. Dưỡng kem mặc luôn giùm em. Có 130 thôi, mấy chị mua giải là biết bao nhiêu rồi. Mấy chị muốn họ mai nữa là không có giá 130 đâu. Tại vì bên em á là mai số lượng nhiều nên mới có giá rẻ bán mấy chị đó. Còn đây là chị đã ưng chốt em mã 12. 12 giùm em 60kg độ về. Em có size 75, 80kg độ về nha. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị báo giùm em để em biết lượng lên mấy chị nha. Rồi con này mã 13. Mã 13, ai ưng 13 chốt 13 giùm em. 13. Rồi 14 giùm em con này. 14, màu nâu, rất là sang luôn. Mã 14 nha, 14 giùm em. Ai ưng 14 chốt 14 cho em mấy chị nha. Mã 14, mặc lên là cái cổ nó giống vậy luôn giùm em nha. 14. Đó, kèm số điện thoại cho em luôn nha mấy chị nha. Chị nào chốt nhớ kèm số điện thoại cho em. Rồi con này mã 15 mấy chị cứ nè, chị nào mà chưa mua mặt hàng bên em mấy chị cứ đó, cứ theo dõi đi nha. Nếu mà tin đủ tin tưởng mấy chị hãy mua bên em nha. Nếu mà đủ tin tưởng mấy chị hãy mua bên em và nhận và xem chất giải bên em và hàng bên em như ok thì ủng hộ em tiếp ha. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt cho em liền con này mã 15. 15 giùm em, qua văn rất là sang luôn. Mã 15. Sang lắm mấy chị ơi, mã 15 nha. 15. Rồi em còn hai con nữa là em xuống nè. Em qua mẫu khác nè, mấy chị muốn lên mẫu gì nữa mấy chị báo giùm em. À, chào chị, em chào chị Hoàng Duy nè. Rồi đây là chị đã ưng người chốt cho em liền con này mã 16. Mã 16 giùm em mấy chị nha. Mã 16, ai ưng mã 16 chốt mã 16 giùm em đó. Mã 16, con này mã 17 rồi, mã cuối cùng giùm em nè, của size 60kg. Tại vì hôm nay em bán hết trơn rồi, còn được có vài con á, chị nào không lấy là muốn tiếc nha. Tại vì hàng này là em chưa đặt về nữa. Em chưa đặt về. Nếu mấy chị nào nhanh tay thì chốt với em nha. Còn đây là chị nào ưng thì chốt em mã 17. 17 là con cuối cùng đó. Chị nào ưng thì chốt em 60kg đổ về mã 17. Rồi xong. À, chị Hiếu Ngân. Chị Hiếu Ngân lên giùm em cái số ký chiều cao đi chị Hiếu Ngân ơi. Lên giúp em cái số ký chiều cao nha. À, bộ màu xanh sau lưng số 3. Bộ xanh sau lưng số 3. Bộ màu xanh. Màu xanh. Xanh này số 1. Xanh này có đủ size. Ủa xanh này xanh ngọc đủ size. Bên đây là quần dài ống rộng 1-200.000 bộ. Còn bộ bên đây là còn lẻ size, còn chỉ đó là size 1 thôi. Size 1 55kg độ về. Size 1 55kg độ về. Chị nào lấy thì em bán giá 160 nha. Chị nào lấy thì chốt màu em beo. Phối beo em ha. Phối beo. Rồi chị Bảo Ngọc. Chị Bảo Ngọc nè mã sang. Chị Bảo Ngọc là mã số 8 nè, 56kg nè. Rồi ok chị Bảo Ngọc nè. Rồi chốt với chị Bảo Ngọc mã 12. Rồi
còn thấy chị nữa không mà không nghe đọc? Dạ không, em có thấy chị nha chị yêu ơi. Tại vì á em lên đồ xong một lượt rồi em chốt một lượt cho mấy chị luôn nha. Rồi ok, chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em, nhanh tay mấy chị nha. Em thấy mấy chị cho mấy chị yêu ơi, em thấy. Tại vì em lên qua Giang Hot rồi em mới đọc, em mới đọc chốt mấy chị. Rồi mã 15 55 kg cho chị Hiếu Ngân. Ok chị yêu nè. Ok chị Hiếu Ngân. Có áo khoác không chị? Dạ có luôn nha chị Hoàng Duy ơi. Chị Hoàng Duy cho em xin cái số điện thoại đi. Ủa lộn, cho em xin cái số ký chiều cao đi, em lên áo khoác. Áo khoác em bán giá 65.000 mấy chị nha. Áo khoác em bán giá 65.000. Áo khoác mai nhà luôn á. Chị nào muốn lên thì em lên cho. Mấy chị có muốn lên đồ cổ treo không? Đồ có tay. Đây. Bộ này em bán giá của 130 luôn. Hàng này là hàng may thiết kế cho em luôn. Hả? Hả? Đây nè, quá trời xuất sắc luôn. Đó, có chích bên ha, hai bên trước và hai bên sau luôn. Chị nào ưng thì chốt giùm em nha. Em có size. Em có size luôn, cái này là có size 75 cái độ về cổ treo ha mấy chị nha. Và đi. Đi vậy, clip mình nhỏ rồi ha. Chơi kỳ cục. Để làm món rồi để cho nó thử. Có đồ lửng không em? Dạ có luôn nha chị Ngọc ơi. Áo khoác ra lên 65 kg mà mày lại mày chọn giùm con áo khoác. Áo khoác lửng 65 kg. Bên bọc lửa 65 kg cho chị Hoàng. Rồi trong thời gian này, trong thời gian kiếm áo khoác thì em lên bộ lửng nha. Bộ lửng cho chị này là nhiêu ký vậy? Chị Ngọc là để em kiểm tra lại coi, em hay quên lắm, em chốt xong em quên là 5-6 kg là bằng xe máy mà bộ lửng. Lửng xe 3. Lửng xe 3 hồi nãy cho năm chị hai có bỏ ra một bộ ha. Bộ đó là xe máy. Xe 3 đúng không? Rồi ok. Rồi đây, mã mấy rồi? 17 đúng không? Rồi bộ lửng này là 18, mã 18 giùm em. Đó, size này 60 kg độ về. 55 đến 60 kg độ về bộ lửng nha. Bộ lửng giùm em, quá xuất sắc luôn. Bộ lửng mấy chị nha. Bộ lửng mấy chị ơi. Bộ còn có mấy bộ không hả? Trời ơi, bộ hết rồi. Ui, em còn được có mấy bộ là em hết nha. Cô hỏi con cao bao nhiêu? Dạ, con cao 1m50, nặng 68 kg mấy cô ơi. Con nặng 68 kg. Có 70 kg luôn, còn ít lắm nè, 70 kg nè. 70 kg còn con đó nè. 70 kg. Hình như bộ lửng này em bán hết rồi, em chỉ còn được có vài con thôi để em kiểm tra lại. Chưa tới 10 con nữa là hết rồi. Rồi 70 kg nè. Đó, 70 kg em mặc. Em mặc thử mấy chị xem bộ lửng cho mấy chị xem ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Bộ lửng 70 đúng không? 70 ngàn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ 56 kg. Trời ơi, hết hồn. Cái ẩm đó mà nó hết hồn tháng nữa. Rồi đây nè. Cái form này nè là 60 kg đổ về nè chị Bảo Ngọc ơi. 60 kg đổ về, ghi giùm em con này mã 18. Con xanh này là mã 18 nè. Đó, bộ lửng xanh 60 kg đổ về, 55-60 kg mã 18 nè. Còn một bộ nè. Còn một bộ. Rồi vậy là còn có hai bộ rồi mấy chị ơi. Mã 4 nè, còn cái này là mấy? Mã 4 luôn. Rồi, vậy là em còn hai bộ. Hai bộ ha, bộ đó với bộ này. Mã 19, 18, 19 size này là size 60 kg về, 55 đến 60 kg. Đây qua văn này. Cái này là mấy chị khỏi mặc áo ngực cũng được đó mấy chị nha. Em may thiết kế nha, cái mẫu này là may thiết kế luôn á. Để mấy chị khỏi mặc áo ngực, mặc ở nhà cho mát thôi, còn áo ngực cũng được. Không có bị ló ti đó mấy chị nha. Để giống như em đang mặc nè, không thể nào bị ló ti được. Ở đây đưa qua văn cái áo gì hay coi. Nè đưa lại mấy chị xem, 60 kg còn được có hai bộ mà chị nào lấy thì chốt 70.000 một bộ thôi. Đó, mã 1 nè, ủa lộn, mã 18 nè. Mã 18 là sọc này nha. Còn cái này là màu nó hơi lọt hơn. Đó, mã này là mã 19. Rồi em còn hai bộ size 60 kg độ về, 55 đến 60 kg rồi, chị nào ưng thì chốt giùm em. Còn 70 kg nè, mã 18 cho chị Bảo Hồng. 18 cho chị Bảo Hồng. 70 kg nè chị yêu ơi, 70 kg là bộ đang mặc mã 20 giùm em. Rồi chị đào ơn thì ghi mã 20. Bộ em đang mặc là mã 20 mấy chị nha. Mã 20, 70 kg đổ về. 70 kg đổ về.
cho cô xem form dài hay ngắn. À cô Mi Điên Huệ ơi, cô Huệ ơi, cô cho con xin số ký chiều cao của cô đi. Lên số ký chiều cao của cô đi cô Huệ ơi. À cho chị xem bộ đen sau lưng. À ok. Chị Duy là 65 kg thì em còn màu khác đó chị ơi. Bộ này nè. Bộ này đó em hết đen rồi, size 65 kg em hết đen rồi, em còn nhiều màu nha. Chị Duy, Huỳnh là Hoàng Duy. Bán chị luôn chị ơi. Ai có màu đen hết. Sao vậy? Mẹ giấu có màu đen nè. Trời đất ơi. Tính mẹ bận mấy chị. Đó. Đây nè, mẹ em định để mặt nè mấy chị. Mẹ em định để mặt mà bây giờ bán luôn nè, chị nào lấy thì bán luôn nè. Con này nhiêu? Thấy đẹp quá lấy dành bận. Mẹ em mới về đó, 63 thì em. Vì mẹ em không hay luôn á. 68 kg độ về, 68 kg độ về, em còn bộ đen nè, mẹ em là ăn cắp nè. Mẹ em chôm ăn cắp ở trong shop nè. Đó, định mặt nè, mà bây giờ á khách hỏi quá giờ đem ra bán luôn. Chị nào lấy đen thì chốt đen, đen này là 68 kg độ về. Đó, chị nào trùng số ký thì chốt đi. 65 kg là đẹp luôn á, em 4 kg nè. Mã 20 là mã em đang mặc nha, 20 70 kg độ về. Rồi con này mã 21. 21 70 kg độ về. Không để giấu mà không dám la lên luôn á. Rồi còn hai con nè. Rồi còn hai con đó chị ơi, còn hai con 70 kg thôi, chị nào lấy thì chốt em 70.000 một bộ. 70.000 một bộ, 70 kg là em còn mã 20, có kia mã 21. Rồi, đó chị nào ưng thì chốt. Không lấy là em cấp tiếp đó. Chứ là như này em không bán luôn á. Rồi đây, con này. Cái gì vậy? Rồi đó cô Pha Lê, cô Pha Ca Lê ơi, ưng thì chốt giùm con nha. Rồi đây nè, con này thì mã size 4 là nhiêu ký ta? 65 kg. Đây 65 kg. 65 kg đổ về, ghi giùm em mã. Nhưng mà size khác. Cái gì lên đọc 22 rồi mà 21. Rồi con này mã 20. 22. Con này là mã 22. 22 này là 65 kg đổ về. 22 là mã 65 kg độ về nha. Cái này là size số 4. Còn còn có 3 con rồi mấy chị ơi. Còn được có 3 con thôi. Rồi đây. Cái size mã. Mã 22 là 65 kg độ về. Rồi 65 kg độ về mã 23. 65 kg độ về mã 23. Quần lửng cho em đang mặc luôn nha. Quần lửng cho em đang mặc luôn. Chị nào ưng thì chốt. Còn ít lắm. Rồi hết chưa không đó. Còn bộ này là bộ cuối cùng nè. Rồi con này mã 24. 24, 65 kg đổ về, mã 21. 65 kg đổ về, bộ mã lửng này là 24. Rồi chị đợi thì chốt cho em. À đây, em còn bộ size 5 nè. Em còn bộ size 70 kg nè. Đây 70 kg giùm em. 70 kg còn bộ này. Còn bộ này ghi giùm em mã 70 kg phải không? 70 kg, bộ này là bao nhiêu? Mã 25. Mã 25 nha. 25, mã 25 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Mã 25, đẹp quá mấy chị ơi. Mã 25 nha, 25. Em đang đi cái người thôi, cô Mỹ Lan. Mỹ Lan cô Mỹ Lan chị mặc vừa đó. Cô Mỹ Lan nhớ là cổ có 5 mấy ký à. Lửng là 70.000 nha cô ơi. Không. Cổ 60 ký. 60 ký mà không vừa. 56 rồi, số 4 kì. Con còn màu khác được không cô? Con còn màu khác nữa, con lấy màu khác được không? Mỹ Lan xem nha. Rồi ok. Đang mặc. À đang mặc đi. Đang mặc đi rồi ok, chốt đang mặc cho cô Pha Lê. Cô Pha Ca Lê nè đây. Cô đang mặc cứ chốt đi, cứ chốt đi. Bộ trên canh bao nhiêu ký một bộ? Bộ trên canh đó thì có size cái đó size nhỏ. Cô Hoa Phượng. À cô Hoa Phượng size nhỏ. À đúng rồi, 46 ký là cô Hoa Phượng mặc vừa luôn. Màu đen này là cô Hoa Phượng mặc vừa, rất là đẹp luôn, con có nhiều màu luôn. Bộ này là con đang bán giá 150, không có hàng màu mà chất giả sơ đen nào bán 150 đâu. Hàng này là con còn có size 67, 68 kg đổ về nên con bán giá sale 150 đó. Con nào lấy thì chốt thì con nha, như con là con đen 150. Đen 150 kèm số ký. Cô Hoa Phượng ơn thì chốt nha. Cô Hoa Phượng ơn thì chốt. À, cô Tịnh Tâm. Cô Tịnh Tâm là mã 20, mã 21. Cô Tịnh Tâm bao nhiêu ký vậy? 70 kg mà, mã 20, mã 21. Mà tao kiểm tra cho hai mã 20, 21 qua coi. Coi số mấy? Biết 21 nhưng mà coi size mấy? Rồi size 5 nè, coi cái này. 20 đâu? 20 em hết rồi. 20 em hết rồi nha chị Tịnh Tâm ơi.
em chốt của chị mã 21 nha, 21 với mã 25, 25 đâu mà. Rồi mã 25 là mã cuối cùng nè cho chị Tịnh Tâm. Ok, chị Tịnh Tâm hai bộ. Rồi quần là 95 đó chị ơi. Lửng, lửng 70 nghìn một bộ. Chị Mỹ Ti bao nhiêu ký, lên số ký giùm em nha. À, đen cô có rồi à, coi bộ kế. Cô hỏi bộ kế 55 ký. À vừa cô ơi. Vừa luôn á chị. Vừa luôn, con chưng lên xây nhỏ không à. Con chưng xây nhỏ không à. Đó 55 ký mặt vừa luôn nha. Con có xây lớn luôn mấy cô nha. Mấy cô nào ưng thì chốt được nhiều con. Bộ tím 130. Tím canh, tím canh 130. Rồi đây, để em lên. Em lên mấy chị xem. Em lên mẫu này lại nha. Em lên mẫu này lại. Có bộ 70 kg. Dạ có, nhiều lắm. Đợi con tí xíu, con có nhiều nha. Rồi đây, con lên mẫu này lại mấy cô nha. 51 5 gì 5 cái gì 50 tuổi hả? 5 tuổi ký, 50 ký quá hay là 55 ký. Cái bộ đen đó là từ 45 ký đến 52 ký là vừa đó chị ơi. Bộ đen là 52 ký đổ về, mặc vừa là mặt size 2. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn bộ này. Rồi, form này là em chốt cho những chị nào mà 567 ký đổ về. 55 ký nhưng mà chị cao bao nhiêu? 55 kg cao mét bao nhiêu mình có không? Tại có luôn không? Cái form này nó hơi nhỏ chị. Nếu mà 55 kg 1m6. 1m6. 1m6 là vừa. 55 1m6 là mặt vừa giùm em chị Hoa Phượng ơi. Rồi đây nè, bây giờ em sẽ đọc màu mấy chị lựa nha. Ưng màu nào chốt màu đó thì giùm em. Rồi, 52 kg đổ về có màu, chị nào ưng màu nào chốt màu đó thì giùm em. Nếu mà chị 55 kg 1 55 kg 1m6 là chị mặc size 2 được nha. Rồi đây em có nè, size 2 nè. 52 kg độ về em có màu hồng sen nè. Màu hồng. Màu tím cà. Màu đen. Màu đỏ đô. Màu xanh dương. Màu xanh rêu. Màu đỏ cam. Màu vàng. Màu xanh ngọc. Đó chị là 52 kg độ về thì chốt em. Màu hồng ruốc. Rồi em lên size 3. Size 3 là size 60 kg độ về. Ủa, bộ này bộ đùi mà Thư nãy nó coi hay vậy? Không. Bộ đùi rồi. Chị nào vậy? Chị Tịnh Tâm. Chết mồ. Cô chốt được có 2 bộ mà đi lên thì lộn nữa hả? Ừ. Sao để lộn rồi? Bộ này bộ đùi chị Tịnh Tâm ơi. Chị là chị Tịnh Tâm là chị có size 20. Ủa? 25 thôi. Ủa? 21 hả? 21 quần đùi là chị Tịnh Tâm ơi. 21 quần đùi rồi xóa đi chị yêu nè. Vậy để em chốt được cho chị là cái bộ đó. Ủa, mã 25 thôi. Cái mã 25 thôi à. Nha. Rồi đây, size này là size 60 kg đổ về nè. Em có màu vàng, màu đỏ cam, ghi đúng màu giùm em nha. Em đọc màu nào mấy chị ghi chốt màu đó giùm em. Màu tím cẩm. Màu hồng sen chứ. Màu hồng sen. Màu xanh ngọc nè, đó 60 kg màu xanh ngọc nè. Màu đỏ, màu gì, màu xanh xanh dương. Màu hồng hồng ruốc. Màu tím cà. Cái đó mình số mấy vậy? Số mấy vậy? Số 4. Dưới này là màu này là màu màu đỏ cam. Rồi, chị Hoa Phượng 55 kg mặc size 3 đi chị ơi, để cơm này nó hơi nhỏ. Chị Hoa Phượng mặc size 3 giùm em nha. Bao nhiêu bộ? Giờ giá là 150, em đang sale giá 150. Chất giả so đen cao cấp luôn nha. Sao lên cao cấp mà em bán giá 150 rồi mấy chị biết là lẻ sai rồi đó. Em còn được có size 67 chứ đổ về thôi. Rồi đây form này là 67 chứ đổ về. Em còn màu hồng, màu hồng, màu tím cà, màu hồng ruốc. Nghe gõ màu số ký chốt giùm em nha. Màu vàng. Cái này là có màu đỏ đô luôn. Màu đỏ đô, màu đỏ tươi. Với lại là màu hồng cánh sen luôn. Rồi chị đổi thì chốt cho em liền. Ưng thì chốt giùm em 55 kg là mặc giùm em xây số A, số 3 chị ơi. Đó số 3 đó. Số 3 ưng màu này chốt màu đó. Số 3 còn hồng sen, màu vàng, xanh ngọc, xanh dương, màu hồng ruốc, màu tím cà. Dưới lại là màu đỏ đỏ tươi, đỏ của em đang mặc nè, đỏ cam. Đó chị Hoa Phụ ưng màu nào chốt màu đó. Em đang sale giá ha.
giá 150. Giá 150 ha. Ghi giùm em là mã 150 kèm màu, kèm số ký và chiều cao, số điện thoại. Chị nào lửng 90 ngàn cho chị nha, chị yên tâm. 70 ký em còn mấy con nào xem 90 ngàn. À, lên bộ 70 ký cho cô mua. Dạ bộ dạ ok. Ok. Nhanh tay chốt giùm em mấy chị ơi. À, lên áo khoác đi, áo khoác đâu anh? Rồi, để em lên áo khoác cho chị Hoàng Duy nha. 14. Hả? 65kg là mặc xe máy mà áo khoác mà. Xe 4 ha, xe 4 còn bao nhiêu hai bộ là mấy chị biết em bán là cỡ nào rồi đó mấy chị. Xe 4 phút 60, bây giờ hôm nay chị ơn cho mấy chị nhiêu? 60.000 một áo luôn nha. Bữa em bán tới 65 lần. Rồi đây, cái này là che nắng được luôn mấy chị nha. Che khuỷu tay luôn, mấy chị lái xe đồ á là mấy chị sẽ che được, khỏi cần mang bao tay cho nó gồm gà, nó nguy hiểm, chạy xe nguy hiểm ha. Còn cái này là mấy chị kéo lên, là mấy chị kéo tay xuống, tại vì em may cái tay rất là dài. Đó, không phải là rất là dài mà rất là vừa dặn với mấy chị chạy xe luôn. Đó. Còn mấy chị ở nhà mấy chị cứ kéo lên. Đó, nó bình thường ha. Mặc rất là bình thường luôn. Cái này là hàng mai nhà giùm em ha. Hàng mai nhà giùm em cực kỳ đẹp luôn. Có hai túi. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt giùm em con này mã 26. Mã 26. Form này là 60kg đến 70kg ha, 65 đến 70kg. 65 70kg thì em còn tầm cỡ xăng con đó là em hết nha mấy chị nha. Chị nào ưng thì chốt 60.000 một áo luôn. Rất là đẹp. Rồi ghi giùm em là mã 26. Mã 26. 65 đến 70kg. Em có xe 75kg luôn. Chị nào muốn lên áo khoác xe bao nhiêu ký báo giùm em nha. Rồi mã 26. Rồi con này mã 27 nè. Rồi mã 27. Mấy chị muốn lên gì mấy chị cứ báo giùm em đi, em lên hết. Em lên hết cái này rồi em sẽ qua cho mấy chị liền. Mấy chị yêu cầu gì là em lên từng, em lên từng cái mấy chị xem luôn. Rồi con này mã 26. Ủa 27. Con này là mã 27. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Mã 27 nha. Mấy chị mà đi ra ngoài nắng mấy chị kéo lên thì em bịt khẩu trang đội nón nữa là mấy chị sẽ bít hết người. Nè. Mấy chị sẽ không bị đồ mồi ngay tay luôn. Nắng nó không có trực tiếp chiếu vào tay của mấy chị nha. Rồi đây là chị đã ưng ở về nhà thì mấy chị kéo ra cho nó mát thoải mái đó chị nha. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt em mã 27, 65 đến 70kg, mã 27. Qua văn này. Rất là đẹp luôn. Mã 27, 65 70kg, mã 27. Rồi con này mã 28. Con này là mã 28. Có túi hai bên nha. Rồi con này mã 28 nè. Mã 28 giùm em. Chị nào ưng thì chốt em mã 28. Đó, 65 đến 70 kg ha. Áo khoác thì em có size 75 kg đổ về, mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị báo em là áo khoác lên cho chị xem bao nhiêu ký đó mấy chị báo em ha. Rồi mã 28 nè. Con này mã 29. Rồi, con này mã 29. 29. Tắt wifi hoặc là mấy chị hot ra vô lại giùm em đi mới thấy em được, chứ nếu không mấy chị cứ coi vậy hoài nó cũng không có xem được đâu. Rồi đây là chị đâu thì chốt em mã 30. Mã 30, 65 70kg mã 30. Rồi con cuối cùng là mã 31. Con cuối cùng là mã 31 nè. 31. Size 65 70kg. Mã 31. Quá xuất sắc luôn. Mã 31. Rồi ai ưng màu nào chốt màu đó em, ai ưng mã nào chốt mã đó cho em mấy chị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Form dáng của nó là hàng thiết kế bên nhà em luôn ha. Hàng mai nhà luôn, mấy chị ơi, áo khoác mai nhà luôn. Chất vải bao đẹp luôn. Dây kéo đẹp luôn mấy chị nha. Đó. 60k một áo thôi, mấy chị nào ưng thì chốt. Rồi. Bộ màu tím sau lưng có bộ màu tím. Bộ màu tím nào vậy? Bộ tím cổ treo nè, bộ tím cổ treo là em có rất là nhiều hoa văn luôn, cái này là quần dài giùm em mấy chị nha. Quần dài giùm em nha chị Bích Ngọc ơi. Ngọc Bích ơi. Chất khung tơ hoa rất là đẹp luôn mấy chị nha. Em có nhiều hoa văn lắm, mấy chị muốn lên mấy chị kết Hư ơi lên cho chị cổ treo. Cổ treo kèm số ký giùm em là em lên mấy chị liền luôn á. Rồi, mã 31 55kg. 34 đâu anh? Cái nào 31 đâu? Mẹ kiểm tra em con 31 rồi. Ủa anh kiểm tra 31 còn không anh?
còn số 3. Còn rồi ok cho chị Hiếu Ngân, ba mã 31 55kg nè. Rồi lấy mã 30 kèm số điện thoại giùm em đi chị Hoàng Duy ơi. Lấy mã 30 kèm số điện thoại giùm em, áo khoác có dài không chị? Có dài luôn. Có dài luôn nha chị Dung Nguyễn ơi. Chị Dung Nguyễn lên số ký chiều cao giùm em đi chị ơi. Màu tím 70kg vừa không? 70kg thì em lên qua văn nha chị. Màu tím mình còn mà. Màu tím 70kg. Giờ lên qua văn đi chứ mẹ không nhớ nổi. Rồi. Để em lên cái 70kg lên chiều cao luôn đi. Cho chị Hoàng Duy mã 30 cho mong. Rồi mã 30, mã 30 cho chị Hoàng Duy. À, chị nào vậy? Chị nào? 70kg là cô pha cao lê á. Cô pha ca lê 70kg là 1m bao nhiêu vậy? Cô pha ca lê ơi, cô mua đồ bộ thì cô cho con xin chiều cao luôn đi cô pha ca lê. Mua đồ bộ quần dài lên giùm con cái chiều cao để con lấy cho chuẩn nha. Lên giùm con xin cái chiều cao đi để con lấy cho chuẩn. Cái gì nữa vậy? Hả? Tốn thiệt chứ. Rồi, mã 27. Chị Khen Dương ơi, chị bao nhiêu ký lên số ký chiều cao giùm em chị Khen Dương ơi. Lên giùm em số ký chiều cao. À 1m6 đó mà. Sửa lại con mình 1m6 đi. Rồi chị size 4 thôi. Mặc size 4 thôi nha. Để em lên size 4 cho chị được. Hồi nãy chị nào ta? Cái gì? Size 4. Thích bật ơm không chị? Hay thoải mái. Lấy cái size 55 ký size 3 rồi lại chị hai đi, chị hai cho chị Hiếu Ngân xem dài bộ dài áo đi. Lấy chị số 5 đi thôi. Chị xăm 7kg thì chị còn cháy đó. Rồi ok. Chị Khen Dương ơi, chị lên số ký giùm cam em để em chốt cho chị mã 27 nha. Rồi chị đâu lấy mã nào chốt qua đó giùm em. Áo khoác ha, áo khoác em còn nhiều lắm. Này, em còn nhiều size. Nhưng mà mỗi size thì em cũng ít thôi. Tại vì cái này là hàng may, hàng thiết kế bên nhà em nha. Nên nó có ít lắm chứ không phải là có nhiều đâu. Nên chị đâu ôm thì nhanh tay chốt cho em liền nha. Rồi đây nè, bộ này 70kg nè. 70kg còn sọc xanh nè. 70kg em còn ít lắm rồi nè chị. 70kg em còn ít lắm. Các gồm hết rồi. Một bộ bao nhiêu vậy em? Một bộ bao nhiêu vậy em hả? Bộ này là giá 130.000. Còn bộ đen này là giá 150. Em còn rất là ít màu luôn. Mấy chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em liền nha. Rồi giá một. Cái này là hàng may nhà nha mấy chị nha. Hàng em may nhà luôn. Đó. Bên em là toàn là hàng thiết kế may nhà không à. Nên mấy chị nào ưng thì mấy chị chốt ha. Là hàng độc quyền luôn á mấy chị nha. Là hàng bên em là độc quyền luôn. Mấy chị muốn mà mặc không trùng với ai thì mấy chị cứ mua bên em, bên nhà em nha. Còn đây bên em là cho mấy chị yêu cầu mẫu để mai luôn nha. Yêu cầu nha. Mấy chị mà thích như là mấy chị thích cái kiểu đẹp quá nhưng mà không có shop nào bán thì mấy chị cứ gửi kiểu qua cho em. Bên em sẽ thiết kế mẫu và mai cho mấy chị theo yêu cầu mấy chị luôn. Bên em là mai theo yêu cầu. Đó vào đây, chị nào ưng thì chốt em. Mã 32. Mã 32. 32 70 kg độ về. 70 kg độ về mã 32, 70 kg độ về mã 32. 52 kg. 52 kg mã 7. 52 đâu? Mã 52 đâu? Nãy giờ có 52 đâu. Ủa? 52 kg mã 27. 27 nhiên kiếm một đùi làm gì? Bọc mới rồi mà. Nhà nó chơi nhà nó. Đợi nhà ngủ nó chơi. Đâu chờ đợi em xíu. Cái đó mình coi có size 52, 52 kg là mặc size 2 đúng không ạ? Cái gì? 52 kg quá. Đúng rồi. Mặc size 2 kiếm size 2 cái màu này nè. Kiếm size 2 màu này có không? Làm mày cười cười lên đi. Bộ đen 57kg vừa không? Dạ không. Bộ đen 57kg thì em chỉ còn màu khác thôi chị ơi. 57kg thì em còn trả mẹ mày xuống cái thư lên. Cái gì? Mẹ xuống mãi đâu rồi. Mấy gì đây? Không biết lên cho cô tận tâm á. Cô tận tâm tại đây con xíu nha. Đây nè. Cái bộ đen phía sau thì em hết rồi, bây giờ chỉ còn được màu này nè chị ơi. 57kg em còn được màu hồng sen. 150 bộ nha, ghi mã 150 kèm màu. Màu vàng, màu xanh ngọc, xanh dương,
màu hồng, màu tím cà, màu đỏ cam nha. 57 em còn màu đó, có chị ơi màu nào chốt màu đó giùm em ha. Rồi khoan để lên bộ này luôn đi. Rồi bộ này 70kg đổ về, ghi giùm em mã. Mã mấy rồi? Mã 32. Mã 32 70kg đổ về nè. Em chỉ còn được 5 bộ nữa thôi. Rồi mã này mã 33. Mã 33 70kg đổ về, mã 33. Rồi đây ok nè, em chốt cho chị mã 27 nè chị Khang Dương ơi. Chốt chị mã 27, xây này là 52kg, ok chị Khang Dương nè. Ok chị Khang Dương. Rồi 70kg giùm em mã 34. 70 à, cái này không có cổ treo ha. 70kg đổ về mã 34 có một con nè. Chị nào ưng thì chốt em. 70kg đổ về mã. Mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký mấy chị cứ báo nha. Cái này chị Tịnh Tâm vừa luôn á chị ơi. Cái mẫu này là chị Tịnh Tâm vừa luôn nè. Rồi đây là chị nào ưng chốt em mã 34. Mã 34 xuất sắc luôn. Mã 34 mấy chị nha. Mã 34 70kg đổ về mã 34. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á. 34. Rồi con này mã 35 70kg đổ về, 72kg đổ về được nha. Mã 35. Mã 35. Rồi con cuối cùng là mã 36, rồi chị đâu thì chốt em. 36. Đó, còn có nhiêu đó con ơi. Khách chốt hết rồi. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt nha. 70kg đổ về. Áo khoác dài thì lên số ký chiều cao cho em lấy thay cho chị đi chơi. Chị nào muốn lên áo khoác dài phải lên số ký chiều cao mà em mấy chị ơi. Rồi mã 35 cho chị ca pha ca lê nè, ok chị yêu nè. Mã 35 cho chị pha ca lê, ok chị yêu nè. Rồi mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký, mấy chị ơi mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký báo em. Chị khen Dương size 52, size 52 ký áo khoác ha. Em lên áo khoác cho chị khen Dương nha. Lấy chị 22 coi, 52 ký để em lên cho. À lên đồ mới xin. Rồi ok để em lên, con lên đồ cho cô Yến Ngọc nè, con có mẫu này đẹp nè cô Yến Ngọc. Lấy thì ưng thì chốt giùm con nha. Đây mẫu này à, lên bộ sau lưng chị đi chị. Bộ sau lưng là bộ nào chị ơi? Bộ sau lưng là bộ nào? Nói chính xác đi em lấy luôn cho chị nha, dễ nha. Rồi đây bộ này chị, cái này là em còn đúng một size nên em sale luôn mấy chị. Xanh đen, con này xanh đen. Cái này là quần dài luôn ha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này là em còn một size thôi. Nên em bán giá rẻ cho mấy chị luôn. Nhưng mà 170.000 luôn, hàng thiêu giùm em luôn. Rất là đẹp. Rất xuất sắc luôn mấy chị nha. Hàng thiêu trực tiếp luôn, mấy chị có thể làm áo lẻ được luôn nha mấy chị nha. Có thể làm áo lẻ luôn, thiêu trực tiếp giùm em luôn ha. Rồi đây, áo này bộ này tầm cỡ 80kg hả? 85 được luôn, tại vì 80-85kg đổ về đó. Cực kỳ đẹp luôn. Chất khung so len luôn mấy chị nha. So len cao cấp luôn. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em liền. Rồi đây. Rồi cô nào ưng thì chốt liền con nha. 80-85-75-85kg mặc vừa dùm con nha. Con có màu để con đọc màu nha, con ít lắm. Này bác sĩ gom bớt rồi. Rồi đây con còn được có vô đây màu à. Cô nào ưng thì chốt cho con nha. Mẫu này chị đã ưng thì chốt giùm em. Rồi 75-85kg em có. Màu cam. Màu cam, cam này là cam đất. Màu tím nho. Hàng thiêu trực tiếp luôn mấy chị nha. Màu này là màu hồng ruốt. Màu hồng ruốt. Ưng màu nào chốt màu đó. Màu xanh lạ. Màu xanh lạ. Màu vàng. Màu xanh đen là em đang mặc rồi, chị đâu thì chốt cho em liền. Xanh đen. Ưng con nào chốt con đó cho em nha. À, cô Yến Ngọc ưng thì chốt giùm con nha cô ơi. Cái này là có thể làm áo lẻ được luôn nha. Cái này là có thể làm áo lẻ được luôn, rất là đẹp luôn mấy cô nha. Và cô nào ưng thì chốt thì giùm em.
Cô nào chị nào ưng thì chốt liền nha. Rất là đẹp luôn, hai lớp cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẹp luôn. Nè, đường may sắc nét luôn. Đó, đường may rất là sắc nét luôn mấy chị thấy không? Thiêu, đường thiêu chứ lộn. Đường thiêu ha. Rồi ai ưng thì chốt giùm em mấy chị ơi. Ai ưng thì chốt qua giùm em. Nè 75kg về em còn con này. 70-75kg em còn con này nè mấy chị ơi. 70-75kg em còn con này mã 37. Rồi chị đâu thì chốt cho em nha. Còn cái này giờ là em bán giá là 170 hả mà. Ghi mã 170 kèm màu giùm em. Bộ 170 bộ hiu đi. Ghi giùm em là bộ hiu 170 kèm màu. Mấy chị muốn xem màu nào mấy chị cứ báo em luôn nha. Đây nè, bộ này là 70kg nè, 70-75kg. 70-75kg ghi giùm em mã 37. Quá đẹp luôn. 70-75kg mã 37 giùm em nha. 70-75kg mã 37, quá xuất sắc luôn. Rồi, chị đã ưng chốt cho em. Rồi mấy chị muốn lên bộ gì nữa không? Em lên cho. Muốn lên bộ gì mấy chị báo giùm em. Áo khoác số 2. Phan đợi xíu đi. Lên vô trung tâm kìa, của lửa đó. 70kg mà mày đưa mấy bộ đồ lửng cho đó. Còn 3 bộ đó. Rồi Phan để ra cái bộ nãy nè, em lấy cho đây rồi ta. Cái gì? Phan để sale cái bộ 70kg cho đi. 70kg đó mày nó nhỏ. Bộ đen sao bao nhiêu tiền chị? Và bộ đen phía sau là em đang sale 150.000. 150.000 em có được, em có size từ 68 cái độ về. Chị bao nhiêu ký á chị ơi, lên số ký em đi. Bộ đen 63kg vừa không? Dạ không, 63kg em còn màu khác. Em còn một con 63kg, em còn một con của mẹ em định lấy mặt nè. Nhưng mà khách hỏi quá nên mẹ em đưa ra nè. Đó, bộ đen em còn được một con nè. Size 60-67kg em còn đúng một con đen luôn. Mà chị nào lấy thì chốt em nha. Chị nào lấy trước thì em để ha. Đó, không chốt thì em cất luôn á. 60-67kg 60-67kg em còn được màu đen nè. Màu đen, màu đỏ, màu hồng sen, màu hồng, màu tím cà, màu hồng ruốc, màu vàng, màu đỏ đô. Còn màu nữa là màu đỏ cam. Rồi chị nào lấy thì chốt nha. Rồi đây xong này chị nào lấy thì em sale luôn nè. Cái này em lấy chị nào lấy em sale luôn. Rồi con này 65kg độ về. 65kg độ về. Chị nào ưng thì chốt giùm em 65kg độ về. 65kg về ghi em là mã beo xanh. Beo xanh dương nha. Sale với chị 140 thôi. Rồi ghi em là beo xanh 140. Còn duy nhất một size này. Một size này size 4. À còn hai màu. Rồi ghi em là mã beo xanh dương và mã beo xanh riêu. Em còn hai con, xay này là xay 65kg độ về đi. Trừ hao đi mấy chị, 65kg độ về em sale mấy chị là 140. Đó, em còn đúng hai con thôi. Xanh riêu, xanh dương còn hai con, sale 140 luôn, chị nào lấy thì chốt. Beo xanh có 75kg hết rồi. Beo xanh bên giờ còn bi được không? Em còn bi được không chị ơi? Bi 75kg. Em còn bi được không chị ơi? Bi nè. Em còn bi nè chị yêu ơi. Lấy xăng riêu. Xăng riêu để em coi chị Hoàng Duy bao nhiêu. À chị Hoàng Duy 65kg luôn nè. Rồi ok. Chốt xăng riêu chị Hoàng Duy nè, 140 nè. Lấy cho chị màu đen. Lấy cho chị màu đen chị Huỳnh Danh. Chị Huỳnh Danh lên 83kg. À ok chị nè. Ok chị. À, 70kg bộ sắc nách hồi nãy em mới vừa mặc là mã mấy mà? Bộ sắc nách hồi nãy dai mới vừa mặc đó. Đây đây. Đây mã 37 này là 70kg mặc vừa giùm em nha chị Mẹo Nguyễn ơi. Mẫu này sắc nách hồi nãy 70kg mặc vừa giùm em. Còn cái mẫu trên đây em cũng có luôn nhưng mà phải lên quay văn cho mấy chị, em còn ít lắm. Chất giả so len mấy chị nha. Chất giả bên em là hàng so len giùm em nha. Cái quần áo này á, cái bộ vàng là của ai vậy?
Ý em còn một bộ vàng nữa chị nha. Bộ vàng này là 65kg về luôn. Cái này là hàng sale dùm em nha. Hàng em còn còn có mấy con em sale luôn. Mở kho đi em. Ủa, hồi nãy em lên mặt rồi mà. Rồi để em lên lại cho. Rồi đây là chị đã ưng người chốt em vàng, vàng 65kg luôn. Vàng 65kg về, vàng beo vàng 140, sale 140. Em còn một xăm đen với màu vàng nha. Chị nào lấy thì chốt. À, đâu rồi? Cái bộ hồi nãy rồi. Đây nè, 70kg này chị quay đẹp lắm. Em đang bán giá 130. Chị nào ưng thì chốt em. Hàng này là hàng may thiết kế giùm em luôn. Có chích 4 bên sẵn nha mấy chị. Hàng may nhà thiết kế nha. Chị nào ưng thì chốt cho em liền. Hàng may nhà thiết kế. Mấy chị nhớ bấm nút theo dõi trang của em nha mấy chị nha. Để khi nào mà em like mấy chị sẽ nhận được thông báo nha. Thường ngày là em like buổi sáng, 11 giờ rưỡi trưa nha. Buổi sáng 11 giờ rưỡi trưa. Nhưng mà hôm nay em bị bận á, bận công chuyện nên á nha. Em mới giờ lại buổi tối em like á mấy chị nha. Ngày mai mấy chị nhớ đón xem lúc 11 giờ rưỡi trưa nha. Chị nào muốn lưu đơn thì mấy chị báo với nhân viên nha. Báo nhân viên là lưu đơn để lựa buổi trưa lúc 11 giờ rưỡi để chiều đi đơn thì mấy chị báo nha. Qua đây là chị đâu người chốt cho em liền con này mã 37. Mã 37. Mã 37 nha, mấy chị muốn lưu đơn mấy chị vô buổi trưa 11 giờ rưỡi mấy chị lựa thêm ha. Mã 37 nha mấy chị ơi. Con này 37 70kg nè. Bộ đen có thấy không ạ? Thấy trên đây thấy xuống mà. Đó là chị Mèo Nguyễn lấy thì chốt giùm em nha. Để em coi còn bộ nào sale ta. Để em coi bộ nào còn xem. Cô Tịnh Tâm. Đây là cô Tịnh Tâm ơi. Xay này. Cô Tịnh Tâm ơi, cô chấm chấm lên thì con nha. Rồi đây. Cô Tịnh Tâm ơi, chấm chấm lên giúp con. Rồi đây con lên bộ lửng nè, bộ lửng tay con nha. Bộ lửng tay con này là con có size từ 70kg độ về. Đó, lửng tay con nha, rất là thoải mái luôn. Con xem mấy cô giá 100.000 một bộ luôn. Rồi cô nào ưng thì chốt con. Bộ lửng 100. Lửng 100 cực kỳ đẹp luôn. Rồi cô nào ưng thì chốt cho con nha. Mã này ghi giùm con là mã 38. Rồi bộ lửng này là 70kg độ về, mã 38. 70kg độ về, mã 38 giùm em mấy chị nha. 70kg đổ về mã 38. 38 38 nhưng mà 4 nè, mã 3 nè. 3. Xay 47kg xem em. À, xay 47kg hả? 47kg em có beo nè chị Ngọc. Chị Ngọc có lấy không? Bộ beo này em đang sale giá 160 rồi, chị Ngọc có lấy không? Quần dài 160, em có đủ màu phía trên đó luôn. Màu da, màu xanh ngọc, màu nâu, màu đỏ, màu vàng, màu tím nho. Chị Ngọc Ngọc có lấy thì chốt giùm em nha. Rất là đẹp luôn, 160.000 em còn được xe nhỏ đó. Còn đây bộ này chị đã ưng thì chốt cho em liền mã 38. Mã 38. 38 đó chị nha. Mã 38, 70kg độ về mã 38. Lửng có 90kg không? Dạ không rồi. Em có bộ quần dài 90kg thôi. 90kg em còn bộ beo. Bộ beo 90kg chị có chốt không? Bộ khóa beo á chị. Khóa beo xanh ngọc. Xanh ngọc có 75kg không? Dạ không chị ơi. Xanh ngọc mà em không có. Xanh ngọc bi được không? Xanh ngọc bi được không chị ơi? 75kg không? 75kg mà xanh ngọc. 75kg. Nè, xanh ngọc 75kg 160 luôn nè. Chị có lấy thì chị chốt nha. Đó, rất là đẹp luôn. 75kg xanh ngọc. Và chị đã ưng thì chốt em bi xanh ngọc. Bi xanh ngọc với chị nha, 160. Bi xanh ngọc 160, 75kg đổ về mới xanh ngọc đó. Rồi đây, lửng giùm em. Lửng mã số 39, 70kg đổ về mã 39. Lửng mã 39 nha, lửng mã 39. 70kg đổ về mã 39. Rồi 70kg đổ về. Ở cái này 75kg mà phải không? Cái gì? Cái này. Số 5. Số 5 thì 75kg vậy. À
75kg độ về nha, anh đưa lại cho hai coi. Bộ nào rồi? Đưa bộ nãy luôn anh mặc 58 á. Form này là 70-75kg mấy chị nha. Form này là 70-75kg. Form này là 70-75kg, cái mã này là mã 38. 75kg độ về, 70-75kg. Rồi, bộ bộ này mã 39, 39 70-75kg. 39 mã 75, 70-75kg nè. Rồi con này mã 40, 70-75kg luôn. Rồi em có 3 con thôi, chị nào lấy thì chốt giùm em. 70-75kg. Mua 5 bộ thì được miễn phí, nhưng mà không tính áo khoác nha chị ơi. Em chỉ tính đồ bộ thôi, em không có tính áo của chị nha. Không tính đồ đùi chứ lộn, không tính đồ đùi đầu lai. Ủa chị này đâu có đồ đùi đầu lai hả? Chỉ có 3 bộ đồ đùi là đầu lai. À vậy hả? Đồ đùi là em bán lỗ rồi mấy chị ơi. Đồ đùi đầu lai là em chi ơn bán lỗ rồi, nên em không có miễn ship cái ba cái bộ đó nha chị ơi. Chị mua 5 bộ, chơi 5 bộ rồi được. Em bán chi ơn rồi đó, bán chi ơn là bán. Nhưng mà trừ ra 3 bộ đồ đùi đó nè chị ơi. Trừ ra 3 đồ đùi giùm em nha. Mã 38, mã 39 thì chị Coco nè. Chị Coco bao nhiêu ký sao không ai luôn số ký chứ mà. Coco tại vì hồi sáng mày chốt gấp đó, mày đâu ghi lại đâu. Mày chốt đây được đưa cho anh chốt chở. Coco bao nhiêu ký? Coco 90 ký gì vậy? 90 ký thì sao mặc vừa. Coco lên số ký chiều cao là giùm con đi cô. Thì sáng đi gấp quá nên không có lưu lại của cô. 17 nè. Rồi ok. 75 ký à? 75 hả? À. 75 hả? À. Rồi ok, chốt mã 38, mã 39 cho chị, Coco nè. Rồi ok nè. À, chị Bùi 7, màu xanh ngọc. Bùi 7 màu xanh ngọc đó đó. Size 75kg luôn. Rồi ok. 1m55 rồi lưu lại giùm con đi mẹ. À, ok, tại mới mua lần đầu, dạ con biết mà. Không sao hết. Thầy sáng nó bận quá trời luôn, không có ghi số ký chiều cao, mấy cô không cảm nha. Nhiều khi con hơi sơ sót, con xin là số ký chiều cao, mấy cô không cảm giùm con. Rồi con này xây xây nhiêu con mẹ? Xây 4 là 65-70kg. 65-60kg. 68kg độ về. Rồi, chị đã ưng thì chốt em. 63-68kg. 63-68kg. Đó, chị là 65kg mặt đẹp. 63-68kg còn đúng một con. Ủa? Ờ đúng rồi, còn đúng một con rồi chị Đào Ưng chốt em. 63-68kg. Chị Đào Ưng con này ghim em mã 41. Mã 41 giùm em nha. 68 thì đổ về mã 41. 60-68kg mặt vừa luôn á. Mã 41 100.000. Rồi đây em lên tiếp với chị nè. Bộ nha. Là con chốt cho người ta lắm anh. Mẹ để trong máy đi mẹ. Mẹ có kẹp nhưng mà mẹ quên. Khi nào ship xong mẹ bỏ vô bọc nó ra nó bứt ra. Rồi đây. Con này 60kg độ về. 60kg độ về ghi em con này mã 43. 42, 42 mấy chị nha. Mã 42 60kg độ về. Mã 42 60kg độ về nè. 60-61kg chị hay tùy theo chiều cao mấy chị nữa. Rồi con này mã 43. Mã 43 giùm em con này mã 43 60kg đổ về mã 43. Rồi 60kg đổ về mã 44. 60kg đổ về mã 44 giùm em nha mấy chị nha. 44. Rồi 60kg đổ về mã 45. Mấy chị muốn lên gì nữa mấy chị báo em nha. 45 vùng lửng mấy chị nha, vùng lửng 100.000 một bộ luôn. Rồi con này mã 46 là con cuối cùng của size 60kg luôn. Rồi chị nào 60kg chốt thì em nha. Em đang đặt vùng lửng số 6 luôn á chị. 90kg á, 11 chị bấm mấy chị. Mấy chị 11 có về chị dễ thấy. Đưa con cái điện thoại mà. Mấy chị nè, đưa con điện thoại. Đây nè mấy chị, em chỉ cho mấy chị cách theo dõi nha, cái trang của em nha. Để khi nào mà em về hàng mấy chị sẽ nhận được thông báo. Mấy chị á, bấm lên màn hình giùm em một cái. Đó, mấy chị thấy lên là bấm vô trong đây. Để em bấm lại cho. Đây nè mấy chị. Mấy chị bấm lên màn hình giùm em một cái. Đó, là nó sẽ hiện lên chữ là theo dõi. Cái chữ là theo dõi là mấy chị nhích vô. Đó, là nó biến thành là chữ đang theo dõi, là mấy chị đang theo dõi em rồi nha. Chỉ còn mấy chị bấm vô là mấy chị thấy là đang theo dõi. Là mấy chị đang theo dõi em rồi.
mấy chị đừng có bấm gì nữa hết trơn á. Nếu mà mấy chị bấm nữa là mấy chị bỏ theo dõi em đó nha mấy chị nha. Thấy là cái chữ đang theo dõi là mấy chị đừng có bấm vô nữa. Còn mấy chị nào mà bấm vô mà chị thấy chữ là có hai chữ là chữ theo dõi thôi thì mấy chị chích vô giùm em. Tích vô giùm em nha. Hoặc là trong máy của mấy chị không thấy thì mấy chị bấm vô ba chấm đây. Đó ba chấm rồi bấm vô. Theo dõi quần áo siêu rẻ anh Thư. Đó, bật thông báo trực tiếp nha. Nhớ bấm nha mấy chị nha. Để khi nào mà bên em like mấy chị sẽ nhận được thông báo. Này cho anh. Sao anh làm tiếng có hai bộ đồ dài nè. Thế nào? Hai bộ đồ dài á, theo tiếng Thư luôn. Quần dài có tiếng Thư. Đấy, đồng phộng trong đó là đồng giá mà. Cái kiểu cái mẫu này là đồng giá mà. Đây nè, 60kg hả mà? 63kg đến 68kg. 65, tay 4 mà. Đồ lửng hả? Con lửng 65. Đây nè, chị nào mọi 65kg độ về chốt cho em con này. Quần dài nha. Em còn có 2 con hả, em sale với chị 90.000 luôn. Em sale cho mấy chị 90.000 luôn. Chị nào lấy thì chốt giùm em 90.000. Rồi ai không thì chốt giùm em. Quá xuất sắc luôn. Phơm nha, 65-67kg. 60-67kg đi đúng rồi. 60-67kg mặc vừa giùm em. Có co giãn lên đồ coi đơn giản lên đồ co, đơn giản hả? Rồi ok. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn, mẫu này 90.000 cho mấy chị luôn. Nha, em sale 90.000 luôn, rồi chị nào lấy thì chốt em. Rồi đây em còn 2 bộ thôi, chị nào lấy thì chốt cho em nha. 90.000 ghi giùm em mã này là mã 47. Form này là 67 68 cái độ về. 60 đến 68 kg. Rồi con này mã 48. Mã 48, 60 đến 68 kg. Rồi chị đâu thì chốt em mã 47 48 đó chị nha. Em còn 2 bộ quần dài, em còn chứa 2 bộ quần dài em sale 90.000 luôn. Bộ này là bộ đơn giản nè. Rồi em thì chốt. Chị cô mặc sáng mắt em lên cho. À đây em lên cái mẫu sáng mắt này cho mấy chị nè. Có lấy xanh ngọc 75 kg. Dạ có luôn rồi nha chị Bùi Bảy ơi, em có chốt của chị rồi. Có chốt của chị bộ một xanh ngọc rồi nha chị ơi. Bộ xanh ngọc bi rồi đó, bi xanh ngọc có lên cho chị rồi. Đây nè, em lên bộ này nè. Bộ đơn giản hả? Đơn giản lấy bộ này được không? Bộ trên hả? Không, ở dưới. Ừ. 75kg để em suy nghĩ coi. Chị nào vậy? Cô là có cái bộ bi chưa ta? Rồi có hồi sáng chị hôm qua chị có rồi. Để em xem 75kg nè, mặc tay 4 rồi đúng không ạ? Rồi đây nè, em lên bộ này 75kg nè. 75kg độ về giùm em con này. Em sale luôn. Con này thì em chỉ còn được có là 2 size. Một con size số 3 là 65kg độ về, với lại là mấy con size số 4 75kg thôi nha. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi đây rồi, chị nào ưng thì chốt giùm em. Hàng này là hàng thiêu ha. Rồi 75kg độ về cực kỳ đẹp luôn nè chị, mấy chị yêu ơi. Đây, rất là đẹp luôn. Thiết kế hoa văn, thiêu trực tiếp vào giải luôn ha mấy chị nha. Mẫu nào đơn giản hơn mấy mẫu kia mà rất là đẹp luôn, rất là sang. Rồi đây em sẽ đọc màu nha. Chị nào ưng màu nào chốt màu đó liền giùm em. Size 75kg độ về em còn được 4 màu. Đây em còn được 4 màu. 75kg độ về em có màu xanh ngọc, màu tím nho. Ưng màu nào chốt màu đó. Mẫu này mình sale nhiêu quên rồi. Rồi sale mấy chị giá 150 luôn. Còn mấy bộ sale hết rồi. Còn có mấy bộ nên sale giá 150 luôn. Em có màu xanh ngọc. Ghi giùm em là mã hiêu. Mã hiêu 150. Hiêu 150, nhớ ghi đúng cú pháp là hiêu 150. Kèm màu, kèm số ký nha. Còn chị nào có số ký số hội rồi khỏi cho, chỉ kèm chỉ ghi là mã thôi, mã hiêu 150 có đỏ. Màu tím nho, màu xanh ngọc, màu vàng. Đó, màu đỏ. Vậy là em có 4 màu mấy chị nha. 70-75kg em có 4 màu. Xanh ngọc, tím nho, màu vàng, màu đỏ đang mặc luôn, màu đỏ đô á. Rồi, 65kg đổ về em còn duy nhất một con là màu tím nho. Rồi, chị đã ưu màu nào, chốt màu đó giùm em. 65kg đổ về em còn màu tím nho. Rồi, chị nào thích màu nào cứ chốt màu đó đi giùm em. 75kg độ về, quá xuất sắc luôn, sale 150 luôn. Hàng thiêu này là không có giá 150 đâu, hàng thiêu này là
tay lỡ giống như vậy là người ta bán tới là 200, ít nhất là 220. Nhưng mà hiện tại là bây giờ em đang còn có hai size mà còn có mấy màu à, nên em mới sale lỗ với chị là giá 150 thôi. Chị nào lấy màu nào thì cứ chốt màu đó giùm em nha. Ít khi nào mà em sale với giá lỗ lắm luôn á mấy chị. Chị nào lấy được thì mấy chị chốt thôi nha. Màu tím nho cho chị Coco nè. Mã hiệu 150 màu tím nho. Chết màu không, màu tím nho em hết rồi. Chị Coco trước rồi, chị Coco chút trước rồi. Tím nho em chỉ còn một con nè. Lựa lại màu khác giùm em đi chị Bùi Bảy ơi. Tím nho em còn có một con thôi. Có một con 75kg thôi, từ giờ còn ba nào. Đỏ đô, màu vàng, xanh ngọc. Ừ, không có xay máy. Ừ đúng rồi, 75kg xay 4. Đó rồi đây, màu xanh ngọc nè. Xay 75kg màu xanh ngọc. Màu đỏ với là màu vàng, lấy vàng đi chị ơi. Lấy vàng đi, vàng đẹp mà. Đó rồi, ai ưng màu nào chốt cho em xin màu đó nha. Ai ưng màu nào chốt cho em màu đó. Sale 150, sale lỗ luôn rồi mấy chị ơi. Đó, ai thích màu gì thì chốt màu đó đi. Rồi màu vàng, ai ưng vàng chốt vàng giùm em. Vàng này là vàng nhễ chứ không phải vàng sáng đâu, mấy chị cứ yên tâm. Rất là đẹp luôn. Mặc lên trắng da luôn. Rồi, ai ưng màu nào chốt màu đó giùm em nha. Em giờ 75kg đổ về là em chỉ còn màu đỏ, màu... Cái này thử coi được 75kg không? Màu đỏ, màu xanh hồng chứ là màu vàng thôi. Rồi ok, chốt vàng cho chị Bùi Bảy nè. Ok chị yêu nè. Màu vàng cho chị Bùi Bảy, 150 thôi, sale lỗ luôn rồi đó. Liệu lỗ mà lỗ tụt quần luôn rồi mấy chị ơi. Tại vì sao không? Em lời được mấy cái vụ đầu thôi chứ mấy vụ sau là toàn bán lỗ không à. Để em đi hết hàng đặng em co, lấy tiền đặng lấy mẫu khác về á mấy chị. Chưa bán cái nào mà nó nhốt vốn bằng cái mấy cái này luôn á mấy chị ơi. Bán quần áo nó nhốt vốn lắm á chị. Đây nè, rồi đây là chị đổ người chốt cho em bên nhà em, mà chị nào mà ở gần ở Vĩnh Long á mấy chị. Ở Vĩnh Long mấy chị vô, mấy chị vô shop em đi mấy chị lựa. Không biết đường mà lựa luôn á mấy chị. Không biết đường mà lựa luôn á. Rất là nhiều mẫu luôn. Rồi đây phơm là 70kg đổ về. Ghi giùm em bộ đỏ, đỏ 70-72kg. 72kg đổ về em chỉ còn được 72kg thôi. Mở xanh ngọc cho chị xem rồi ok chị. Lấy đi, hàng này là em bán lỗ rồi đó. Không có ai bán cái giá này đâu. Bán lỗ sặc máu luôn rồi. Đây xanh ngọc đây. Chị nào lấy xanh ngọc thì chốt xanh ngọc cho em. Lỡ mặt rồi sao giờ. Mặc luôn nha. Đó, xanh ngọc đây. Sức nhất cái nách luôn mấy chị ơi. Xanh ngọc, rồi ai ưng xanh ngọc, chốt xanh ngọc. Ai ưng xanh ngọc, ai chốt trước thì em để trước thôi nha. Xanh ngọc giùm em 75kg độ về, xanh ngọc cực kỳ đẹp luôn. Xanh ngọc. Đó, lấy thêm đi, em bán lỗ rồi. Không có thước nào mà bán được như vậy đâu mấy chị. Nên mấy chị tranh thủ mấy chị mua đi nha. Ngọc 150 chị Coco. Rồi đây 72 7 cái này 70 kg mặc được. 70 kg thôi, 70 kg thôi nha mấy chị nha. Bộ em đang mặc 70 kg. À, em ơi cho chị cái bộ màu tím đằng sau đi em. Rồi ok chị Thiên Nguyễn Thị ơi. Chị Thiên Nguyễn Thị cho em xin cái số ký chiều cao của chị đi chị yêu ơi. Lên giúp em cái số ký chiều cao đi. Rồi bộ beo. Beo này là 70kg đổ về thôi. Nè chị Bùi Bảy là màu vàng. Coco là màu khác mà. Phù Ngọc Trâm Anh đang cầm mà. Phù Ngọc Trâm Anh đang cầm mà. Rồi đây nè. Rồi ghi em là beo. Beo này là 70kg đổ về thôi. Đen trên cơ 75kg. Không, trên đây 75kg không vừa. Trên đây là toàn size nhỏ thôi, chỉ có bên đây nè. Bên đây là em có đủ màu, đủ size luôn. 200.000 một bộ, hàng này là quần ống rộng đó chị nha. Dài ống rộng. Em có size từ 90kg độ về mẫu này. Em có size từ 90kg độ về. 200.000, em có đủ màu luôn. Có chị nào muốn lên quần dài ống rộng không? Khi nào mà chị nào muốn lên quần dài ống rộng thì kêu em nha. Tại vì áo dài ống rộng cũng có nhiều chị không có mặc. Nên em không có lên em chỉ trưng trên đó. Chị nào muốn lên thì mấy chị báo em để em lên cho mấy chị. Chị nào có nhu cầu muốn mặc quần giảm rộng thì cứ báo nha. Rồi bộ beo này em chỉ còn em sale. Em chỉ có một size thôi. Em sale mấy chị 70kg độ về. 70kg độ về em có màu xanh ngọc, màu đỏ cam,
70kg đổ về em có nè. Màu màu tím than. Rồi em có màu vàng, rồi em còn được có 4 màu thôi. Màu vàng, màu tím, màu xanh, màu đỏ. 70kg đổ về, chị Đậu Ưng thì nhanh tay chốt cho em. Nhanh tay chốt giùm em nha. Chị Hiên Nguyễn Thị lên số ký chiều cao giúp em đi chị. Để em lên đi chị. Tại vì bên em là hàng thiết kế không mà mấy chị phải lên số ký chiều cao thì em mới lên được cho mấy chị nha. À, cho chị hai bộ 50. À, cho chị hai bộ 150. À, chị bao nhiêu ký chị Thanh Trần ơi? 150 là cái bộ heel đúng không? Mà chị lên số ký chiều cao giùm em nha chị. Thanh Trần ơi, lên số ký chiều cao giúp em nha. Có. Có ton không em? Ton hả? Ton còn mà. Ton em hết rồi. Ton em qua đợt hết rồi chị yêu ơi. Ton em bán qua đợt hết rồi. Rồi bây giờ em sẽ lên 75kg nè. 75kg em còn mẫu này. 75kg độ về em còn mẫu này. Rồi chị nào ưng beo chút beo beo 70kg độ về nha. 70kg độ về em sang 130 bộ beo. Xanh ngọc 150. Hết xanh màu xanh ngọc rồi chị Trúc Linh ơi. Chị cô lấy rồi. Hết xanh ngọc rồi mấy chị nha. Rồi đây 75kg độ về mẫu này. 170.000 luôn. Rồi ai ưng thì nhanh tay chốt giùm em. 170.000. Ai ưng thì chốt em 75kg độ về em còn được có một mấy con thôi. Sale 170. Sale 170 luôn, chất giải solen cao cấp hàng loại 1 giùm em luôn ha. Hàng đá đẹp giùm em. Đây, cái này là kêu cánh tiên nha. Ghi mã cánh tiên nhưng cái này là toàn như em đánh dấu cái mã vậy thôi nha. Ghi giùm em là mã cánh tiên. Cánh tiên 75kg thì em còn màu xanh bơ. Quần dài mấy chị nha. Quần dài giùm em rất là đẹp luôn mấy chị nha. Quần dài. Rồi em có màu xanh bơ nè. Em còn đúng cái dài màu thôi. Thiệt luôn, chỉ còn có dài màu thôi. 3 màu luôn. Ghi giùm em là mã cánh tiên xanh bơ. Mã cánh tiên màu hồng với lại mã cánh tiên màu vàng. Rồi chị là ưng màu nào chốt màu đó liền giùm em nha. 75kg đổ về. Đó, màu xanh bơ là mặt trắng cực kỳ luôn. Đó, với màu hồng, mặt màu hồng mới chị xem. Một bộ đỏ, một bộ đen sau lưng. Làm sao? Chị Trần, chị Thanh Trần ơi, chị lấy một bộ chị lấy một bộ lấy hai bộ 150 là chị cho em xin số ký chiều cao đi chị Thanh Trần. Lên số ký chiều cao giùm em đi để em xem còn màu gì. Áo đang mặc có bán nè chị ơi. Áo đang mặc là em áo dây em có bán, có hàng về hàng nhiều lắm. Em về cả 1000 mấy con luôn đó chị nha. Mấy chị nào muốn lấy sỉ lẻ mấy chị kết bạn Zalo giùm em. Zalo em có đăng hình tất cả nha, mặt hàng bên shop em mấy chị kết bạn bên Zalo giùm em nha. Sỉ lẻ qua Zalo giùm em mấy chị nha. Lẻ mấy chị chốt trên like cũng được. Áo đang mặc có bán đó chị yêu nha. Một bộ đỏ, một bộ đen. Thị trường lạc nè. Chị cao 1m50, eo 80. Chị Thêm Nguyễn Thị hả? Rồi ok. Bộ mặt 43kg. Mẹ cái bộ đó mình còn xem 43kg không? Bộ beo nào? Beo. Để em chọn mấy chị ơi. Chọn xem cho mấy chị hết luôn nè. Xem cho mấy chị hết luôn. Còn nhớ còn ít. Em cái nào mà còn lẻ sai cái em hãy ra ngoài trước. Đó, bởi vậy bây giờ em sợ ngay cho mấy chị, em sale hết cho mấy chị luôn. Rồi đây, bộ này, bộ hồng nè, đó, cánh tiên, ghi mã cánh tiên em, cánh tiên kèm màu. Đó, màu hồng. Màu hồng. Trần Lạc. Trần Lạc là một bộ màu hồng, chị ơi, thì chốt em, mã này mã 170, kèm màu, cánh tiên 170, kèm màu. Rồi cho khối bi đơn giản không? Có khối bi. Còn khối bi, dạ có luôn nha, còn như cô ơi. Để con lên cho. Màu tím than. Đang treo bao nhiêu một bộ vậy? Bộ đó là hàng thiết kế bên em. Em bên đây mai nhà luôn, thiết kế mai nhà luôn. Đang bán 130.000 đó cho cô Hiếu Văn ơi. Bao nhiêu một áo? Một áo dây là giá 130 cho cô Phượng Dung ơi. Rồi chị Đào Ưng cánh tiên, chốt cánh tiên 75kg đổ về em còn màu hồng, màu xanh bơ, màu vàng. Chị Đào Ưng chốt em 170. Rồi, size số 3. Size số 3 là em còn rồi size 65kg.
em đọc từng size cho mấy chị lựa nè. Size 3 65 đến 70 kg nè, là em còn màu vàng, màu hồng 65 kg độ về, em có màu đen cánh tiên nha, mẫu cánh tiên 170 kèm màu. 65 đến 70 kg có màu tím than. 65 đến 70 kg có màu xanh ngọc. Đó, 170 cánh tiên 170 kèm màu kèm số ký là có size các chị nha, là có đơn. Rồi, size này là size số 2. Size số 2 là 60 kg độ về. Ủa 60 đến 60 size 2. 62 kg độ về, 62 kg độ về em còn đen với màu xanh bơ. 62 kg độ về em còn hai bộ là màu màu đen với màu xanh bơ. Cái một bao nhiêu ký rồi? Rồi đây size số 1, 50 bốn mấy cái mặt vừa. 50 đến 57 kg em có màu hồng. 50 đến 57 kg có màu hồng nè, màu xanh dương nè. Màu xanh bơ nè, màu vàng, tím than, màu đen, màu xanh ngọc. Rồi chị nào ơn thì chốt cho em. Chị nào ơn thì chốt cho em nha. Nãy nó nói chị nào số mấy? Màu gì vậy thư? Mẫu keo vàng là size của chị luôn á chị Kim Chương ơi. Xay nhỏ xay số 1, em chỉ còn xay 1 nè, màu tím nho, màu da, màu xanh ngọc, màu nâu, màu đỏ, màu vàng. Đó là xay 40 đến 55 kg luôn á, chị nào ưng thì chốt em. 40 đến 50 kg à. Đó chị Kim Chương ưng chốt em đang sale luôn á. Cái này em còn một xay hả? Còn đúng một xay. Em sale với chị là 160. Ưng thì chốt giùm em. Nãy con kia nó kiếm xay gì thôi. Số 2 gì á nè. Bộ đen giá 150 với chị nha, bộ đen giá 150. Em ơi, lấy gì lấy mặt cho vào cho chị xem đi, là chị Hiên Nguyễn Thị, đợi em xíu nha. Chị Hiên Nguyễn Thị là lấy cái bộ tím đó đúng không? Bộ tím đó là size của chị là. Ủa mà chị lên số ký giùm ca giùm em đi chị Hiên ơi. Lên số ký giùm ca để em lưu vô trong hệ thống bên em á, mấy chị đang mốt sau này mấy chị vô mua hàng bên em là em không có hỏi nữa nha. Lấy cho chị 5 áo nha em. Rồi ok 5 mẫu đúng không? Mẹ lên con áo đi mà. Lên 5 mẫu chị xem cái đi. Ngày mai là trưa 11 giờ rưỡi em like nha. Tại vì hôm nay tại em bận nên em mới like buổi tối. Còn ngày mai em sẽ like buổi trưa nha. Buổi trưa 11 giờ rưỡi mấy chị nhớ đón xem mấy chị nha. Có size 60. Trời, chị Hiếu Văn chị không ghi số cho em dễ đọc chị Hiếu Văn. Có size 65 kg không, chiều cao 1m6. Dạ có luôn, nhiều lắm. Mấy chị sáng tranh thủ nghe máy giùm em đó chị ơi. Nhớ là nghe máy giùm em nha. Bộ tím 65 kg bộ tím là em có luôn á, để em lên qua văn cho chị. Lấy cho chị mẫu màu vàng 43 kg. Rồi chị Kim Chương lên giùm em số điện thoại. Chị Kim Chương ơi, ghi giùm em là vàng kèm số điện thoại. Vàng 160 kèm số điện thoại giùm em nha. Em chỉ có họ một con đó, màu vàng đó. Con hổng chị lấy một đơn chị lưu lại rồi chị mới lấy á. Chị Kim Chương mà. Ừ. Chị đâu có gì cho mày đâu. Ở trong Zalo á. Là sao? Chị Kim Chương là đợt hổng là chị có đặt bên em mà chị đặt gì lấy con đơn rồi, còn đơn sao chị xả hả chị Kim Chương ơi. Chị Kim Chương bây giờ nếu mà vậy thì em chốt cho chị một đơn nha. Chị nhớ lấy hàng giùm em nha, em bán hàng cho mấy chị nữa. Chứ mấy chị mà đặt hàng mấy chị xả là em không bán nữa cho mấy chị đâu. Mấy chị chốt rồi mấy chị phải nhận hàng, phải có ý thức nhận hàng giùm em nha. Tại vì em like cực lắm. Rồi chốt lấy vàng giùm con xuống đi, chốt cho chị đi. Lần sau mà nếu mà chị không lấy nữa là mình không bán nữa. 1m6, 57kg, 50... Mấy chị ghi số giùm em đi, mấy chị ghi chữ em khó nhìn quá. Như mẹ nhớ chị 43 kg bận cái mẫu này rộng lắm thưa ơi. Chị mua 43 kg. Ờ, 43 kg số 1 rồi rộng lắm, coi mày không rộng mà. Cái gì? 43 kg không có. Không được. Nó xíu rồi. Có đây rộng lắm. 43 kg, 45 kg. Ủa màu đen cánh tiên 45 kg vừa luôn, em còn đúng luôn á, đúng màu đen có size chị thôi đó.
cái cánh ti nó thì chị vừa chứ cái đó là nghĩ rộng lắm. Vậy là chị Kim Chương ơi, cái mẫu này làm nó hơi rộng cái phần eo được không? Nếu mà chị được thì chị về chị có chích bên lại giùm em thì em chốt cho. Chích bên hai bên sau giùm em thì em chốt cho. Được không? Được thì em chốt cho chị ơi. Tại vì phần đó nó hơi rộng mà nếu mà 43 kg là nó hơi rộng chút xíu rồi. Rồi năm áo nè, năm áo là chị nào vậy? Đọc con đi. Rồi năm áo nè. Đây, bây giờ em sẽ lên luôn nè. Mã 1 giùm em áo dây mã 1 nè. Năm áo này chốt cho chị luôn nha, chị Kim gì? Phương Dung. Phương Dung nè, mã 1 giùm em 130 một áo, áo dây nha em. Cái áo dây em đang mặc phía trong á. Mã 1 chị nào ưng thì chốt với em có size từ 75 kg độ về. Mã 1 cho em qua dân này. Mã 2 giùm em qua dân này, chất này là chất hàng rất là đẹp luôn. Mấy trước là mấy tới 240 một áo luôn đó. Sao có 3 áo vậy? Rồi đây con này là mã số 3. Con đang bận áo người đó. Mã số 3. Rồi con này là mã số 4. Mã số 4 giùm em, áo dây mã số 4. Rồi con em đang mặc là mã số 5. Rồi chị nào lấy áo dây, chú áo dây kèm số ký để em lấy đúng size nha. Ừ rồi ok, lại lấy màu vàng về cho chị giúp Ben lại. Cái đó là mặc dù nhưng mà chị phải cái bụng, nếu mà chị bốn mấy ký là em nghĩ chắc chị không có bụng thì chị chích Ben giùm em tí xíu là ok. Mã số 5 là em đang mặc. Rồi ok nè. À, bộ đen cánh tiên này chị Bảo Yến ơi, cái này là chị mặc bao vừa luôn. Đang hổng cài là nhiều chị hỏi màu đen lắm nhưng mà chị còn được cái size của chị nên em mới còn nè. Cái size của chị là em còn màu đen nè, màu đen, màu đỏ đô, màu đen, màu đỏ đô, màu xanh dương, màu màu đỏ cam, màu tím cảm, màu hồng, màu tím cà, màu xanh riêu, màu vàng, màu xanh ngọc đó. Size của chị em còn nhiêu đó nào đó, chị ưng màu nào chú màu đó giùm em nha. Có màu đen đó nè. Còn mấy size khác là em không còn màu đen nữa nha. Chỉ còn được cái size nhỏ là một có màu đen thôi. Rồi phan chị Kim. Chốt màu đen cho chị Bảo Yến. Màu đen nè. Rồi ok, màu đen cho chị Bảo Yến nè. Màu dây thư mà nó không, chị không có cho cái số ký chiều cao chị nào? Chị Phương Dung ơi. Chị Phương Dung ơi, số ký chiều cao cho em chị Phương Dung ơi. Lấy size cho chị chị. Đúng rồi, lên số ký chiều cao để em lấy size chị nha chị Kim. Chị Kim đâu rồi ta, chị Kim nè. Để em lên cho từ từ là em lên hết trơn với chị à. Chị Kim không cho số ký chiều cao hả? Bộ màu tím nè, eo 80 là mặc size nào? Cái nào? Bộ nào? Cái 3. Mét 50. Eo 80. Size 3. Size 3, lấy size 3 đi cho con đi, con đưa cho chị Kim xem. Áo cổ treo á, bộ cổ treo 130. Rồi ok nè. Chị Kim còn xem chấm chấm hơn giùm em đi chị Kim ơi. Cô Phương Dung ơi, cô lên thì con có số ký chiều cao đi cô Phương Dung. Cô ra mấy bao nhiêu vợ để con lấy áo lẻ cho cô nè. Áo dây cho cô. Cô Hanh ta Hanh Hanh Trần. Cô Hanh Trần là cho một một bộ 150. Cao. Trời ơi, ghi đâu ghi chữ không mà không ghi số trên vậy trời. Sao đọc đây. Ghi dính lẹo quá trời luôn rồi. 1m5 75, 70 nặng 75 kg. Rồi ok. Ok cô Hanh Trần. Hanh Trần là 2 bộ đúng không? 2 bộ 75 kg. Bây giờ con chỉ còn được màu vàng với màu đỏ thôi. Ít, màu vàng hết rồi, màu đỏ mình còn màu gì nữa mà. Bộ này thôi rồi. Còn 2 bộ vậy hả? 150 cái bộ hiêu này. Cô Hanh Trần ơi, con còn đúng màu đỏ thôi. Xe cô con còn đúng màu đỏ thôi. Con tốt của cô màu đỏ trước nha. Con tốt của cô màu đỏ rồi cô lựa thêm mẫu khác giùm con nha cô Thanh Trần ơi. Rồi ok nè, con chốt của cô Thanh Trần nha. Thanh Trần một bộ này là 150. Chốt cô Thanh Trần màu đỏ. Con hết màu kia rồi. Có gì cô lựa một khác đi, mẫu đó là con xe gỗ luôn rồi đó. Phí ship bên con là giá 30k nha. Đồng giá 30k, nếu cô muốn mua bao nhiêu bộ con cũng tính giá 30k thôi. À, chị Kim Chương chị nói là đơn của chị đặt 1 triệu chị có lấy mà em. Không, có lấy nhưng mà một đơn giữ lại. Đúng rồi. Chị có lấy một đơn rồi á, đợt sau chị á đặt thêm nữa làm em đặt một lượt nhưng mà chị lấy phân nữa. À đặt một lượt nhưng mà chị lấy phân nữa. Chị nào đặt cái nào thì lấy cái đó chứ mấy chị đừng có xả ra. Xả ra em xóa hình rồi sao em đặt sao người khác chốt được mấy chị. Tại vì mấy chị chốt rồi mà lỡ người khác hỏi nữa thì em đâu có bán cho người ta đâu. Em chừa cho mấy chị mà rồi mấy chị xả ra là chết em luôn á nha. Nhớ là nhớ lấy hết giùm em nha. Đặt bao nhiêu lấy bấy nhiêu giùm em. Chứ em không có, em không có, giống như là em không có, mấy chị không thích đặt cái nào á thì mấy chị đừng có đặt. Tại vì á đặt vậy rồi, tại vì mỗi bộ chỉ có một bộ thôi.
mỗi form mỗi qua giam chỉ có một bộ thôi, mà mấy chị chốt là em không bán được cho mấy người khác, rồi mấy chị xả ra là em phải bán lại từ đầu nữa, tội nghiệp em lắm. À, bộ nhiêu em, bộ nào chị yêu ơi, nhiều bộ quá. Đây à, cái đây nè, con này là size bao nhiêu ký hả? Size 2 nè. Size 2 này là em đang sale luôn. Form này nhiêu? 45, 55 hả? 40, 50 ký em còn 2 bộ em sale với chị 140 nè. 40, 50 ký em còn 2 bộ sale với chị 140. Ghi giùm em là beo. Beo này là beo tím không? Tím Huế hả mà? Tím là tím gì mà? Tím thang rồi. Ồ, đây nè. Tím Huế. Ghi giùm em màu là màu tím Huế, 40-50kg màu tím Huế 140, 40-50kg màu một tím Huế màu 140 nha. Ghi giùm em là beo tím Huế, beo tím than, 40-50kg beo tím than. Rồi chị ơi, chốt em 140 một bộ beo nha mấy chị nha. Rồi, ai bộ này là chị Kim Dương, mặc dù là chị Kim Dương ưng thì chốt giùm em mấy chị Kim Dương nha. 40-50kg màu tím than, màu tím Huế đó. Em còn hai màu. Mà làm gì nó xấu nhỏ tối ngại vậy. Xây lớn nhất là chị Phương Dung rồi, ok chốt vậy thì ngày mai hỏi số ký thì đánh dấu vô giùm con đi mà. Mấy chị cho số ký trên đây giùm em luôn đi mấy chị, năn nỉ luôn á. Lên số ký chiều cao giùm em trên đây luôn đi nha. Lấy cho chị bộ beo tím Huế rồi, ok chị Kim Trương, beo tím Huế chị Kim Trương nè. 140 nè, em sale luôn, để em coi còn bộ nào em sale hết mấy chị luôn nha. Số 4, số 5, 3, 4, 5 nữa. Có gì là 65 ký không, em còn mấy bộ sơ hả? À bộ beo này em có size 65kg. Đây 65kg đưa bộ beo coi. Size 4 đưa lên chị 2 cơm anh. Hiểu khác là đừng đưa lên nha. Size 3 đâu? Đưa lên từ từ size đi. Ồ size 3 em cũng còn được 2 màu luôn. Size 3 này là size 60kg độ về. 60kg độ về em có màu tím Huế với màu tím than luôn nha. Tiếng mới tiếng hàng 60kg độ về nè. Rồi, size số 4. Size số 4 là 65kg. Size số 4 là 65kg độ về là em còn màu vàng thôi. Duy nhất màu vàng 60, 140 bộ ghi em là beo. Beo 140 kèm màu. 65kg độ về em còn được màu vàng. 70kg còn con màu xanh đen. Ủa, con vàng này không đâu. Lấy ra bây giờ lên rồi nè. Lên rồi, lên lại với mấy chị đó. Tuy nhiên nãy giờ cơ buổi trời ơi. Rồi đây nè, còn 70 ký đổ về em còn màu vàng 140 nha. 70 ký em còn màu tím than. 70 ký em còn màu đỏ, màu đỏ, đỏ cam. 70 ký đổ về em có màu xanh ngọc. 70 ký đổ về em còn màu xanh đen. Rồi chị nào 70 ký đổ về chốt em 140 một bộ ha mấy chị nha. Rồi bây giờ lên áo không? Đâu rồi? Áo rồi mà. Ủa treo. Xe 3. Nhanh lên đi. Quen hấu cái gì nữa. Rồi đây, để em lên cái cổ treo mấy chị nha. Cổ treo hồi nãy chị Hiêm rồi đúng không? Chị Hiêm ơi, chị Hiêm còn xem không chị Hiêm ơi? Chị Hiêm ơi còn xem không? Đây em lên cổ treo nha. Cổ treo mấy chị muốn lên sao nhiêu ký chị báo nè. Eo 80 xây 3 là nhiêu ký ta? Size 3 này là 60 ký độ về giùm em. Mình đưa gì hai cái size lớn thôi. Size lớn cái bộ này cũng được nè. Đưa một bộ đi. Nhanh. Được cái số 4 á. Nè lấy này đi. Rồi đây nè. Chị nào ưng anh ta chốt em cổ treo nha. Cổ treo này em bán giá 130 thôi, bán giá bao ghẻ bao. Bao ghẻ giá bình dân mấy chị ơi, cái này là hàng may, hàng thiết kế mà em bán giá này là mấy chị biết rồi đó. Chất giải rồi rất là đẹp luôn. Chị nào mua bên em rồi là mấy chị biết cái chất giải bên em như thế nào nha. Em không cần review, chị nào muốn á, muốn thử mặt hàng bên em mấy chị cứ mua hàng bên em đi. Mua thử một bộ, hai bộ về mặt thử cũng được. Chứ không cần mua nhiều đâu. Cái lần đầu tiên mấy chị mua mấy chị không cần mua nhiều đâu. Khi nào mấy chị mặc thấy đẹp rồi thì mấy chị mua tiếp thì em mà mấy chị không cũng không muộn nha. Thấy đẹp thì mấy chị mua tiếp cũng không muộn đâu ha. Bên em là bán 3 năm rồi.
bán 3 năm rồi nên mấy chị á, còn dài dài luôn mấy chị ơi, em bán còn dài dài nên mấy chị cứ yên tâm, lúc nào mấy chị mua ủng hộ em cũng được ha. Còn đây bộ cổ treo á, bộ cổ treo này bán giá 130, em có size từ 75kg độ về nha, có size em có áo dây bạn bự, áo dây bạn nhỏ, cổ treo tay nhỏ tay con luôn nha. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt em mã này, mã này mình có không ta? Có chứ, là để có rồi đó. Rồi có luôn, rồi ghim em là con này mã 49. Mã 49 khu vực rồi, ok. Ok chị yêu nè. Rồi mã này mã 49. Mã 49 giùm em nha. Mã 49 size này là size của chị Him nè. Cái này là em cũng có size 75kg về, nhưng mà em đang lên size này là size số 3, 60kg độ về ha. 60kg độ về ghi mã 49 giùm em. Rồi giờ em đưa lên qua văn nha. Ưng qua văn nào chốt qua văn đó, kèm cái số ký chiều cao giùm em nha. Chốt qua văn nào thì ưng qua văn nào thì chốt qua văn đó, kèm số ký chiều cao em. Rồi con này mã 50. Mã 50 giùm em cực kỳ đẹp luôn nè chị Him ơi. Ưng thì chốt em. Mã 50. Mã 50 giùm em. Mã 50. Rồi con này mã 51. Mã 51. Đó, ai ưng thì chốt em, kèm mã, ghi mã kèm số ký chiều cao. Kèm số điện thoại luôn. Rồi con này mã 52 cổ treo 130.000 thôi. Ưng mã nào chốt mã đó thì giùm em. Nhiêu rồi? 53. Mã 53 giùm em. Ưng thì chốt cho em liền mã 53. Rồi con này mã 54. Mã 54, mã bi 54 với chị nha. Mã bi 54. Rồi con này mã 55. 55 là giống phun tím phía trên đây này, nhưng mà cái chọc nó là màu xanh. 55. Mã 55. Rồi con này cũng giống phía trên màu tím luôn, màu đỏ. Rồi con này mã 56. Mã 56 nha. Cái này là em có cái bọc ngoài nè mấy chị, về mấy chị gỡ bọc ra đang cho cái hộp mà nó sáng nha. Rồi con này mã 56. Cổ treo 56, một bộ 130 mấy chị nha. Lên bộ màu tím hoang đang treo. Bộ màu tím hoang đang treo là bộ nào vậy? Cái quần đó hả? Cái quần đó là chị Hiếu Văn là bao nhiêu ký vậy? Chị Hiếu Văn là bao nhiêu ký? 65kg. 65kg hả? Chắc có không ạ? 14. Rồi đây rồi chị đâu thì chốt em hả? 57. 57 giùm em nha. Ưng thì chốt giùm em. Mã 57 kèm số ký. Đây là chị Hiếu Văn ơi. Đây là chị Hiếu Văn, size của chị nè. Size của chị nè, form này là 67kg độ về. 67kg độ về nha mấy chị nha. 67kg độ về, cái mẫu giống phía sau nè. 67kg độ về, ghi giùm em là mã 58. Đó chị Hiếu Văn, ưng thì ghi em là mã 58 kèm số điện thoại. À chị Kim Chương ơi. Chị Kim Chương còn đây không? Em còn bộ này size nhỏ nè chị Kim Chương, bộ bi em còn duy nhất một bộ luôn. Em sale chị 150 luôn nè, chị lấy thì chị chốt em là bi. 40 đến 52 kg. 40 đến 52 kg nha. 40 50 kg cũng được. Đó và chị đã ưng thì chốt em xanh đen. Còn duy nhất một bộ nhất luôn, chị nào lấy thì chốt em sale với chị 150 thôi. Xanh đen. Xanh đen à, em còn bộ da size 60 kg độ về nè, 50 đến 60 kg em còn một bộ da. 150, 60kg đổ về, 150, rồi chị đâu thì chốt em. À đây, em còn bộ này em sale luôn nè, để em lên luôn cho không. Ghi bi nha. Bi xanh đen, 40-50kg. Rồi bộ này, 40-50kg, em còn duy nhất một bộ 220 đúng không ạ? Cái 200.000 luôn, hôm nay sale với chị 200.000, còn duy nhất một bộ luôn. Duy nhất một bộ hiu với chị nha. Duy nhất một bộ hiêu mà không có vừa, 40-50kg mà không có vừa, nên em đưa qua văn mấy chị xem thôi. Quần dài luôn giùm em, 40-50kg giùm em mấy chị nha. 40-50kg. Bộ sao đen hiêu 200.000, rồi chị nào lấy thì chốt em. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi em lên tiếp tục nè. Chị Hiếu Văn có lấy không? Chị Hiếu Văn ơi, em lên bộ tím rồi đó chị yêu ơi. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt cho em con này nè. 59. 59 nhìn có mùa xuân liền luôn nè. Mã 59 có mùa xuân luôn. Cái gì? Ừ. Rồi con này mã 60. Mã 60. Ghi giùm em cái mã kèm số ký chiều cao là em lấy mấy chị nha. 60.
Rồi con này là mã 61. Mã 61. Rồi con này mã 62. 62 kèm số ký nha. Mã 62 kèm số ký. Rồi con này mã 63. Mã 63 cực kỳ đẹp luôn, mã 63. Rồi con này mã 64. Mã 64. Rồi mã 65. Mã 65 kèm số ký giùm em. Mã 65. Rồi con này mã 66. Ưng mã nào chốt qua đó kèm số ký. Mã 66. Em đưa qua văn lên mấy chị xem rồi đó. Rồi con này mã 67. Mã 67. Ưng mã nào chốt qua đó giùm em nha. Rồi con này 68. 68 giùm em 130 bộ. Rồi con này 69. Mã 69 giùm em. 69 nè. Rồi con này mã 70. 89 70 giùm em, mã 70. Rồi con cuối cùng là mã 71 và chị nào ưng mã nào chốt qua đó giùm em. Chị nào ưng mã nào chốt cho em xin mã đó nha. Mã 71 nè. Rồi, đó, ai ưng thì chốt cho em mã 71. 60 64. Cái này là sai số mấy vậy? 34 không ạ? Rồi mẹ lựa giùm con có size 4 không ạ? Ủa size 70kg. 70kg là con này đúng không? Size mấy rồi? 70kg thì cao nhiêu? À chị cha pha ca lê. Chị pha ca lê bao nhiêu? Chị pha ca lê 70kg là chị cao mét bao nhiêu vậy? 1m6 nè. Mày kiểm tra coi con còn cái mẫu này không? Rồi chị đâu lấy mã nào chốt qua đó giùm em nha. Rồi bây giờ bắt đầu em sale tiếp tục nè, em sale hàng tiếp tục nha. Em mới soạn ra những cái mẫu nào mà em đang mà lẻ sai em ra em sale mấy chị. Ủa mấy chị ơi, đây là màu tím quá trời nè, mấy chị không thấy hả? Đây tím đây, rất là đẹp luôn nè. Size này 70kg đổ về được nè. Nè chị pha ca lê 70kg bộ cái này được nè. Bộ này là mã 58 nè, bộ tím mã 58 nha. Bộ tím rồi, không có đúng không? Không có, đem hết nguyên ra đây cho con. Có mà nhiều. Chị pha ca lê nếu mà thích bận thoải mái thì phải năm sao số 5 lên nha chị ơi. Em muốn mua 5 bộ, của 5 áo dây nữa. À, có được không chị? 67kg. À áo dây thì em có 5 mã thôi. Em có 5 mã thôi, chị muốn lấy thêm thì chị lấy 10 cái hả? 10 cái là hai cái giống nhau á. Hả? Gì? À chị Phương Dung. Không. Em chỉ có 5 mã thôi chị Phương Dung ơi, em có 5 mã áo thôi. Với em đâu có 10 áo, 10 áo nha. Em có 5 qua văn thôi. 5 qua văn thôi, em đã chốt với chị rồi đó. Chị 67 kg đó mà. Chị 67 kg chị Phương Dung. Đó, em chốt với chị áo á, còn có gì ngày mai nhân viên điện thoại chị thì chị muốn như thế nào thì chị báo ngay bên em sẽ lấy hàng mấy chị nha. Chị có muốn lấy thêm áo thì ngày mai chị báo nhân viên giùm em luôn nha. Ờ không phải màu tím đang treo. Ờ hàng thứ 6 ở đó là tím nho. Tím nho mà chị bao nhiêu ký đây? Chị mẹ lưu con cái số ký vô đi con dễ vậy mẹ ơi. 65 ký. 65kg bộ đó mà không vừa chị nha. 65kg bộ đó em chị mà không vừa đâu. Cái đó là còn size 1 thôi. Size 1 là 55kg đổ về thôi chị yêu nha. Đây là 65kg chị lấy con này đi. Mẹ được không? 65kg chị lấy mấy mẫu này đi chị yêu, em đang sale nè. Chị Phương Dung ơi, em chốt 5 áo chị rồi chị Phương Dung nha. Ngày mai nhớ nghe điện thoại lên chốt đơn nha. Rồi 65kg đổ về em còn 1 cam. Chị đâu lấy thì chốt em đang sale với chị là 150 luôn. Hàng này là đồ màu chất giải son len là không chỗ nào bán giá 150 đâu mấy chị nha. Chỉ có bên em có hàng sale nên mới có, em bán hết trơn rồi chỉ còn một, còn lẻ 1-2 bộ nên em sale luôn á.
Còn đây là chị đâu người chốt em 65 kg về màu 65-66 kg về màu cam. Rồi em cam chốt cam 150. Cam 150 ha, chốt rất là đẹp luôn. 150 còn duy nhất một con, không còn con nào hết đó chị nha. Duy nhất một con. Rồi 150 cam. 150 cam được em. Rồi đây 65 kg về. 65 kg về em còn một con này nữa nè, màu đỏ. Đi giùm em màu đỏ 140 thôi, xem với chị con này 140. Còn duy nhất một con. Con duy nhất một con 140. 140 đỏ cực kỳ đẹp luôn. 140 đỏ nha. Rồi ai ơi thì chốt em 140. Quá xuất sắc luôn mấy chị nha. Trời ơi chị Him. Chị Him đi ra quá. 140 màu đỏ giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Ba con này 140 luôn. Đó, 140. 140 luôn. Đó. Con này hả? Rồi em còn được có nhiêu đây, con cái này là em hết rồi mấy chị nha. Rồi con này ghi giùm em là mã. Mã 140. Con này mã 140 tím, 140 tím than. Em sale luôn. 140 màu tím nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó, form này 70 67 kg đổ về. 67 kg đổ về. Quá xuất sắc luôn. Ghi giùm em 140 tím. 140 tím nè. 140 tím nha, rất là đẹp luôn. 140 tím. 140 màu hồng sen. Màu hồng sen. Và cuối cùng là 140 màu vàng. Rồi chị đã ưng chỗ em 67 kg đổ về. 65-67 kg đổ về. Kèm màu giùm em 140. Ghi mã tiền giùm em luôn nha. Con cam là 150, đỏ là 140, tím 140, vàng 140, với lại là màu hồng sen 140. Hàng này là em sale lỗ mấy chị nha, còn vài con sale lỗ. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em. Rồi có chị nào muốn lên sale nào nữa không? Đó, 65-67 kg đổ về đó, chị nào ưng thì chốt cho em. Rồi có chị nào ưng thì chốt cho em nữa nha mấy chị ơi. Rồi em qua sát nách nè, em qua mẫu sát nách nữa. Rồi chị nào muốn lên gì nữa chị báo nha. Còn không em xuống like mấy chị nha. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt em màu đen. Ủa sao màu đen này tối quá, để em mặc màu sáng hơn đi nha mấy chị nha. Em mặc màu sáng hơn đi. Rồi đây em lên mẫu thiết kế này. Em có size từ 75 kg đổ về. Bộ này hàng thiết kế ha, em sale cho mấy chị luôn đi. Rồi ra mẫu này hàng thiết kế ha, đơn giản. Ủa cái mẫu đơn giản hồi nãy chị kia chỉ hỏi mà quên lên cái mẫu đơn giản này ta. Chị cô không đúng không ta? Chị nào ta kêu lên đơn giản á, 75 kg nè. Nè 75 kg đổ về, chị đã ưng thì chốt giùm em liền. Rất là đơn giản, rất là sang luôn á mấy chị nha. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt em, cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ sẽ lên màu. Ưng màu nào chốt màu đó ha, em có đủ đầy đủ size từ 45 kg đến 75 kg, 45-75 kg nha. Em lên màu nè. Ôi da. Chị nào ưng màu nào chốt màu đó giùm em, ghi giùm em là mã sát nách. Sát nách mình sale giá bao nhiêu mà 150 luôn. Rồi sát nách 150, chị nào ưng thì ghi giùm em là mã sát nách 150. Em có size 75 kg độ về. Đây em có nằm ghi giùm em là sát nách vàng 150 nha, sale luôn. Rồi màu xanh ngọc, màu cam, em có đầy đủ ăn xây ha chị nha. Chị ưng màu nào chốt màu đó kèm số ký. Màu xanh đen, màu xanh đen, màu đen, màu tím than, màu đỏ đô, màu tím huế, màu xanh dương, màu xanh lá, với lại màu xanh bơ. Rồi ai ưng màu nào chốt màu đó mấy em sắc mắt. À, cũng được em, chị mua giùm bạn 5 áo size lớn, size lớn nhất. Còn chị 5 áo em khoảng 10 áo chốt nha. Rồi ok chị Phương Dung. Vậy là mẹ ơi, lấy cho chị Phương Dung size 67 chứ là mặc size 4 đúng không ạ? 67 bờ ký bằng size 3 thôi. Size 3. Còn lấy cho bạn chỉ là size lớn nhất, là tổng cộng của chị là 10 áo á mà.
Ok chị Phương Dung nè. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Bên em mấy chị nhớ nha. Chị nào muốn chốt, muốn chốt hàng bên em á, được khách khách VIP thì mấy chị nhớ là mấy chị nhớ ngọn hàng giùm em nha. Bên em là rất là uy tín với mấy chị luôn. Cho kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Rồi mới thanh toán tiền. Nếu chị cứ kiểm tra bình thường ha. Bên em á là cho khách vô shop lựa luôn. Tại vì bên em là mở shop nên là em không bao giờ bán hàng xấu mấy chị đâu nha. Bán hàng xấu là mất tiếng chứ không phải là bán nó lâu năm như vậy đâu mấy chị nha. Nên mấy chị nào á muốn mua hàng bên em thì mấy chị nhớ là làm nghe máy và nhận hàng giùm em nha. Em cảm ơn mấy chị rất nhiều luôn. Tại vì em like á bộ phim rồi á, like soạn hàng được rất là cực luôn á mấy chị. Chỉ có mấy mẹ con bán thôi mới có giá rẻ vậy á. Chứ mà nếu mà muốn nhân viên á là phải tiền trả tiền nhân viên, tiền mặt bằng nữa. Bên em là bán ở tại nhà luôn, shop tại nhà luôn. Bởi vì em không có còn mặt bằng nên em không có bán kê giá giống như mấy chị mà bán shop mà muốn mặt bằng để trả tiền mặt bằng đâu nha. Nên mấy chị cứ yên tâm, em bán là hàng rất là ok, rất là rẻ mấy chị, rất là đẹp luôn. Chất giải là em bao chất cho mấy chị luôn á. Em bán mấy năm nay là chỉ có một chất này thôi, rất là đẹp. Chị nào lấy thì chốt giùm em ha. Rồi bây giờ mấy chị có muốn lên gì nữa không? Không lên nữa em xuống like mấy chị nha. Đây cho chị 10 áo. 10 áo. Lấy cho chị rồi, lấy cho chị đi. Em lấy chị 10 áo luôn mấy chị nha. Đây. Đó. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em có số lượng luôn. Chị nào muốn lấy sỉ inbox Zalo giùm em, Zalo nè. Mấy chị mà đơn hàng hay đơn mấy chị muốn mua hàng hay đơn hàng như nó có trục trặc cái gì mấy chị kết bạn Zalo, mấy chị kết bạn cái số Zalo nè 0774842263 là xử lý bên Zalo nha. Còn Facebook thì em không có xử lý được nha. Facebook của em không có được thông báo mấy chị, khách nhắn tin em không có thông báo nên mấy chị kết bạn Zalo đi. Zalo là mấy chị được lựa hàng thoải mái, trong đó em đăng tất cả mặt hàng bên shop em luôn nên mấy chị cứ yên tâm vô Zalo lựa giùm em. Tại vì hàng về là em đăng bên Zalo trước rồi em mới like. Có nhiều khi em lên like là em hết mẫu đẹp rồi đó. Đó, lên mẫu cho chị đó. 5 áo nữa nè. Rồi ok, tổng cộng với chị 10 áo. Rồi, bỏ qua cho anh. Em có xuân không? Dạ có, chị Ngọc Thúy Võ ơi. Chị Ngọc Thúy Võ lên giùm em số ký chiều cao đi. Lên số ký chiều cao giùm em đi chị. Lên cái mẫu xe nhỏ hay để xay là được. Hả? Lên số ký chiều cao em. Dạ không chị ơi, mỗi bộ là có hoa văn khác nhau nên không có giống được nha chị nha. Lấy bi đi. Lấy bi đi, có chị nào lấy bi không? Lấy bi đi chị yêu ơi. Lấy bi đi. À, chị 55kg một bé sáu, 55kg một bé sáu. Em lấy mẫu này cho chị đi, mẫu này hàng mới về nè chị ơi, hàng mới có đủ size từ 90kg đổ về, có size từ 90kg đổ về, 55kg mặc size 2 giùm em. Một bé sáu mẹ đưa cho con không không đâu rồi nè, đưa con cái size lên từ số bốn. Mà chị mặc thứ hai, hai là có đầy đủ màu đúng không? Không, thiếu rồi. Thiếu rồi lấy cho con đi. Rồi đây em lên nè. Ống suông, ống rộng suông mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, hàng mới về. Hàng chuẩn hàng của này luôn. Lâu lâu em mới có về cái ống rộng suông á, tại ống rộng suông á xưởng không có nhận. Ống rộng suông thường là xưởng không có nhận. Tốn giải lắm mấy chị. Em năn nỉ lắm mới may được cho em một mẫu nè. Dạ không, em được về được có mẫu đó chị ơi. Còn nếu mà gái thì em chỉ còn được đồ bông thôi. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào ưng thì chốt cho em liền. Ghi giùm em mã ống rộng 200. Ống rộng 200 em có nào để em lên nào cho. Có không? Để đâu rồi không biết. Trời. Tôi nói rồi đó. Ở nguyên cây đó, mẹ nhớ cây của mẹ. Để gì đâu cũng ngay một kia. Kìa, mẹ nhớ là nguyên dây đó thôi. Có đôi đô luôn không? Nguyên dây này thôi, còn màu nào nó không? Còn nào nó không? Màu đôi đô với màu trà. Có màu đôi đô thôi, còn nhiêu đó hả? Màu giờ nữa, màu nhiêu đó.
nó mặn không mặn như là màu cam. Không có đây. Xanh ngọt thì màu đen, màu màu. Nó đô lắm. Để lại đi, rồi. Ôi đô mấy nó có mà màu đen rồi. Mọi người để đô quá. Màu đen nó không có hả? Có đi. Đi. Hồng nhóc mình thôi. Rồi đây. Giờ em còn ít lắm mấy chị ơi. Hàng về mà còn ít quá. Rồi đây nè. Ống rộng giùm em 200, em có size 90 kg đổ về nhưng mà size 2. Size 2 55 kg thì em còn được màu đen nè. Màu tím cà đang mặc nè. Màu hồng. Màu đỏ đô. Màu xanh ngọc với là màu cam. Rồi ai ưng màu nào chốt màu đó nha. Ai ưng bộ nào chốt màu đó. Ai ưng màu nào chốt màu đó giùm em cực kỳ đẹp luôn. Còn nếu mà kiểu ống rộng thì em còn mẫu này em đang sale còn một bộ duy nhất nè. Còn một bộ duy nhất ống rộng. Đây. Mẫu bật nè mấy chị nha. Đó, rất là sang luôn. Mẫu mặt nè, em để gần cho chị xem lại nha. Chị mẫu mặt nè. Đó, màu xanh này. Đó, size 55 kg nè, 55-57 kg nè. Chị này bán nhiêu mà? 150 luôn. Bộ này em đang còn có một bộ duy nhất thôi, nên xem 150. Em xem 150 mấy chị nha. Em xem 150. Rồi ai ưng thì chốt em xanh riêu 150, xanh riêu rộng. Xanh riêu ống rộng 150. Rồi chị có chị nào ưng màu nào nữa thì chốt em, còn không xuống like mấy chị nha. Còn không xuống like mấy chị yêu ơi. Xuống like mấy chị nha. Có chị nào lấy áo có thì chốt cho em. Rồi các chị nào ưa màu nào nữa chốt chị em các chị nha. Còn hơn xuống like. Mai 11 giờ rưỡi nha mấy chị nha. Mai 11 giờ rưỡi trưa mấy chị nhớ ghé xem giùm em nha. Tại hôm nay em bận quá nên em mới like buổi tối. Còn ngày mai là 11 giờ trưa em like. Hằng ngày 11 giờ trưa em đều like nha mấy chị nha, mấy chị nhớ đón xem nha. Rồi giờ xuống like mấy chị nha. Mai 11 giờ rưỡi em gặp lại nha. Sáng chị nhớ nghe máy chút đơn mấy chị giùm em mấy chị nha. Bye mấy chị.